chương 475, muốn chết. hai Kim Đồng, Hàn Lập cười khổ một tiếng. Khi hàm răng của Kim Đồng chuẩn bị chạm tới thanh trường đao thì nó chợt ngừng lại, chiếc đầu nhỏ ngẩng lên và nhoẻn miệng cười với Hàn Lập, nói, nói là phải giữ lời đó nghe. Tất nhiên, Hàn Lập ngẩn ra rồi gật đầu ngay lập tức, trên khuôn mặt của Kim Đồng lộ vẻ đắc ý, tay nhỏ buông thanh trường đao màu tím ra. Hàn Lập lắc đầu vung tay thu trường đao, chiếc lưới màu vàng cùng với bài lâu màu trắng lại, chờ sau khi rời khỏi nơi này rồi hẳn kiểm tra kỹ càng hơn. Ồ, đây là, Hàn Lập chợt vẫy tay chụp lấy một cây linh trúc màu bạc dài mấy trượng, thứ này không ngừng tỏa ra những gợn sóng kinh người. Khí tức của cây gậy trúc màu bạc này rất giống với bộ rễ trúc màu bạc mà hắn từng thấy và đào được ở bên trong vườn thuốc kia. Bên cạnh cây gậy trúc màu bạc còn có một vài linh thảo quý giá khác, nhìn dáng vẻ thì giống như vừa được ngắt lấy. Ánh mắt của Thạch Hạo lấp lóe, xem ra, người đã chặt đi báu vật huyền thiên ở vườn thuốc trước kia chính là Cử Linh. Bảo vật Huyền Thiên bên trên cây Huyền Thiên Tiên đằng kia, như vậy chính xác là chiếc hồ lô xanh biếc này. Nửa ngày đảo mắt trôi qua, những thứ nằm đầy trong đại điện đều được phân loại cả. Trong mắt Hàn Lập tràn đầy vẻ vui mừng, bảo vật mà Cử Linh mang trên mình hoàn toàn vượt xa dự liệu của hắn. Những tài liệu, linh thảo quý giá không cần bàn, chỉ riêng Tiên Nguyên Thạch thì cũng đã hơn trăm ngàn viên, đây tuyệt đối là một tài sản khổng lồ, e rằng đủ để so sánh với một vài thế lực tông môn cất giấu trong rất nhiều năm. Ngoài ra, đan dược quý giá cũng có một số, có nổi danh và cũng có không biết tên, cùng với đủ loại điển tịch. Nhưng mà, một vào linh bảo cấp thấp được tìm thấy trên thân cử linh, phần lớn đều nằm trong bụng của kim đồng cả. Lúc này, khí thức của kim đồng đã khôi phục lại hoàn toàn, hai cánh tay cũng đã trở lại trạng thái bình thường như trước, hiện giờ vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn no nê, và lại khí thức trên người cũng tinh tiến hơn trước. Tất nhiên, kết quả này đều được hàn lập ngầm đồng ý. Phệ kim tiên tiến hóa tới mức độ như hiện tại vẫn không hề từ bỏ tật xấu ham ăn của mình, thế nhưng đây cũng được xem là một trong những phương thức đặc biệt để đề thăng tu vi. Tuy rằng Hàn Lập cảm thấy rất đau xót thế nhưng bù lại cũng cảm thấy rất đối vui mừng, dù sao kim đồng có thêm vài phần sức lực để tự bảo vệ bản thân thì đối với hắn, đây cũng là chuyện tốt. Hôm nay đã làm khổ hai vị rồi, Hàn Lập cất những thứ trên mặt đất đi, tiếp đó quay đầu nhìn về phía hai người ma quang đang đứng khoanh tay và gật đầu nói thế. Ta với người cùng thể cùng mệnh, nói như vậy để mà làm gì chứ, hàn đạo hiếu, ngày sau có chuyện gì thì cứ phân phó là được. Ma quang cười nói rồi ánh đen trên người lóe lên, lần nữa tiến vào trong cái bóng của hàn lập. Đuôi lông mày của hàn lập hơi trao lại, biểu hiện lần này của ma quang hoàn toàn khác với trước đây. Giải đạo nhân cũng không nói lời nào mà chỉ chắp tay với hàn lập, tiếp đó thân thể uốn cong một cái hóa thành một luông ánh vàng đi vào trong cơ thể của hàn lập. Hàn lập sửa sang lại quần áo rồi cất bước ra khỏi đại điện, sau khi liếc nhìn về bốn phía trong chốc lát thì chợt cúi đầu nhìn về hai tay mình. Trong tay hắn đang cầm một bức tranh màu xanh, đó chính là Minh Hàn Sơn Hà Đồ, được tìm thấy ở bên trong pháp khí chứa đồ của cử linh. Thế nhưng hiện tại, ánh xanh bên ngoài của bức tranh đã biến mất hết, tựa như là một bức tranh bình thường được lật mở, không còn chút linh tính như trước kia nữa. Hàn lập khẽ nhíu mày rồi quét nhìn bức tranh này, sau đó thì xoay tay cất nó đi. Đi thôi, Hàn lập nói với kim đồng đang đứng ở sau lưng mình rồi vung tay, một luồng ánh sáng màu xanh nâng thân thể của hai người lên và bay về phía trước. Một nơi nào đó thuộc Minh Hàn Tiên phủ, bên trong một cung điện đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, ba nam nữ dị tộc đầu trùm khăn đen, thân mang áo lót ngắn, bọn hạ đang cất bước bên trên một con đường đá tràn đầy cỏ dại, vẻ mặt u ám và mệt mỏi. Lần này đã bị tên khốn giao tam kia lừa rồi, đi với hắn tới bí cảnh tiên phủ này, bảo vật thì chẳng thấy bao nhiêu mà nguy hiểm thì hết lần này tới lần khác. Theo ta, hắn lừa chúng ta làm con tốt thí một cô gái da đen có vóc người thép bé tức giận nói chứ còn gì nữa lúc xông vào minh vương điện thì hắn chính là người lao vào nhanh nhất các ngươi đều thấy cả đời nào quan tâm tới sự sống chết của chúng ta chứ hiện giờ ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu một đại hán mày rậm khác cũng lên tiếng hiện giờ nói những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì cả cũng may ba người chúng ta không có phân tán xem ra chúng ta cũng không cần đi tìm giao tam làm gì nữa thay vào đó cứ tìm cơ duyên khác cũng được chờ tới đúng lúc và bình yên rời khỏi nơi này là tốt nhất. Một ông lão gầy còm vuốt vuốt tròm dâu dê khô cứng chậm rãi nói. Hai người còn lai nghe thế thì cũng gật đầu tán thành. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì trên trời cao chợt có một chiếc phi xa bằng ngọc bích lao vút qua, sau đó nó vẽ nên một hình vòng cung trên không trung rồi vòng ngược trở lại, lơ lửng ở phía trên của ba người. Chỉ thấy bên trên chiếc phi xa vừa dài vừa hẹp đang dứng một người trung niên với dung mạo thanh nhã, tướng tá cao giáo, trong tay đang nâng như một con tỳ hưu nhỏ bằng ngọc trắng pha chút ánh vàng, ánh sáng ôn hòa lan tỏa. Sau lưng của hắn có hai người đàn ông mặc giáp vàng, khuôn mặt cứng ngắt chẳng chút sức sống, hiển nhiên là hai bộ khôi lỗi. Ba người không ngừng đánh giá người đàn ông bên trên phi xa, sâu trong con người đều lóe lên vẻ cảnh giác, thế nhưng khi nhìn thấy tu vi của hắn là chân tiên hậu kỳ thì trong lòng mới an tâm hơn mấy phần. Xin hỏi, ba vị đạo hữu đã từng thấy qua người của Bắc Hàn Tiên Cung chưa? hoặc là có biết họ xuất hiện ở nơi này không người đàn ông trung niên với nụ cười hòa nhã hỏi ba người ba người nghe thế thì cũng chẳng ai lên tiếng nhưng trong lòng lại có nổi lên chút vẻ quái lạ tu vi của người này không cao khi đối mặt với ba người bọn họ tuy rằng lời nói rất hòa nhã thế nhưng bọn họ mơ hồ cảm nhận được vẻ cao cao tại thượng làm cho bản thân cảm thấy khó chịu chưa hề thấy ánh mắt của ông lão gầy còm lóe lên rồi đáp thế có thể tiến vào được minh hàn tiên phủ thì không ai thuộc hạng ngu dốt cả Đương nhiên sẽ không thể vì cảnh giới tu vị thể hiện ở bên ngoài sẽ phán đoán ra thực lực thật sự của một người, cho nên ba người này càng đề phòng vị khách đột nhiên không mời mà tới này hơn. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là, lúc tiến vào tiên phủ thì tựa hồ chưa hề thấy qua người này, khả năng có thủ đoạn thay đổi dung mạo nào đó. Đã quấy dày rồi, người trung niên hờ hững nói một câu, tiếp đó xoay người điều khiển phi xa lao vút lên không. Khi nhìn thấy bóng lưng của hắn rời xa thì đại hán mày dậm nhìn về phía ông lão, hỏi có ý gì không trông phong thái thì chẳng phải là người tầm thường, thế nhưng thần thông linh mục của ta lại không thể nhìn ra được chút manh mối gì, chắc hẳn là một tên chân tiên hậu kỳ. Ông lão gầy còm theo thói xem vuốt vuốt tròm dâu, từ từ nói thế. Nếu như ta nhìn không lầm, chiếc phi xa đó là hàng tốt. Cô gái da đen chợt lên tiếng, lời của nàng vừa ra thì trong mắt của đại hán mày rậm cùng với ông lão gầy còm lóe lên ý cười khó hiểu. Pháp khí chứa đồ thì chưa cần bàn tới, ta muốn khối ngọc ở trên tay hắn. Đại hán mày rậm cười khà khà nói, bộ pháp bảo trên người của hắn thuộc về ta, ông lão gầy còm tay buông tròm dâu rồi trầm giọng nói. Tóm lại, ba người cũng không cách nào nhịn được tham niệm của mình, muốn ỉ số lượng đông để giết người đoạt bảo. Khoảng cách giữa đôi bên cũng chỉ tầm mấy chục dặm, chiếc phi xa kia chậm rãi bay trên trời cao. Trên mặt của người đàn ông trung niên đứng ở phi xa lộ vẻ ôn hòa, tay xoa xoa tì hưu bằng ngọc ở trong tay, tự lẩm bẩm tu hành không dễ, cần gì phải. Lời nói còn chưa dứt thì ba luồng ánh sáng đã lóe lên à ngăn cản trước người hắn. Sao vậy, chẳng lẽ ba vị đã nhớ ra người tiên cung ở phương nào, nếu vậy xin hãy thông tin đôi chút, tại hạ vô cùng cảm kích. Người đàn ông trung niên nhìn, nhìn ba người rồi nhếch miệng cười. Ông lão gầy còm nhìn nụ cười trên mặt của người đàn ông trung niên này, chẳng biết vì sao lại sinh ra vẻ khiếp sợ, trong lòng thầm quyết định, nếu như có chuyện gì đó không ổn thì sẽ bỏ mặt hai người kia rồi trốn đi thật nhanh đại hán mày rậm cùng cô gái da đen liếc mắt nhìn nhau trên tay từng người đều chiếu giỏi ánh hào quang mỗi người tương ứng lấy ra một cây rìu đá màu đen cùng với trường kiếm màu bạc ông lão gầy còm lấy ra một tòa kim thắp bảy tầng một chùm sáng màu vàng óng từ bên trong phóng ra rồi nhanh chóng phóng lớn ngàn lớn tiếp đó nó bao phủ lấy ba người cùng với người đàn ông trung niên kia vào trong ngay cả tới giả linh vực cũng không phải lấy ra không thấy ngại à trên mặt của người đàn ông trung niêm này chuyển lạnh bàn tay nắm chặt tì hưu bằng ngọc trợt nắm chặt Ba người nghe thấy vậy thì chợt ngẩn người, còn chưa hiểu tình hình ra sao thì cảm thấy từ bốn phương tám hướng có một luồng sức mạnh cực lớn đang cấu xé lao tới. Ánh sáng mà tòa kim tháp bảy tầng tản ra lập tức nổ lớn và vỡ nát. Sát theo đó, bọn họ nhìn thấy cả cơ thể cùng với tứ chi của bản thân bị nguồn sức mạnh này ép chặt lại, đồng thời chúng đứt thành từng khúc và dồn nén về phía cổ của mình, máu thịt ve bét, xương gãy cũng có thể thấy được. Ba chiếc đầu lâu hoàn hảo chẳng chút tổn hại, thế nhưng thân thể đều đã biến thành một đống thịt với xương cốt máu thịt hỗn tạp. Những việc này xảy ra chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy la luồng kim quang phóng vút lên trời cao, nguyên anh của ba người tràn ngập vẻ hoảng sợ ăn ý trốn về ba phương hướng khác nhau với tốc độ nhanh ất. Người đàn ông trung niên thấy thế thì tiện tay xoay mạnh tay trong hư không, một bàn tay to lớn nửa trong suốt như có như không chợt hiện lên, tiếp đó bầu trời bên trên nổi lên những gợn sóng uốn lượn, một tay liền bắt gọn ba nguyên anh của ba người trở về. Tha mạng, xin hãy tha mạng tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nguyên anh của ba người giấy ruộng và ra sức cầu xin tha mạng. Người đàn ông như mắt điếc tai ngơ, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị nhìn về ba người tí hon màu vàng này. Vừa nãy quả thật là các ngươi không có nói dối, xem ra cũng không biết gì cả. Nhưng, đúng là có chút niềm vui bất ngờ mà, nhìn trong chốc lát thì người đàn ông trung niên thì thảo nói thế, tiếp đó linh quang nơi đầu ngón tay lóe lên rồi xoắn ba nguyên anh thành cho bụi. Hắn vung tay hất tung đám kim phấn này vào không trung, cứ thế tiêu tán trong thiên địa. Sau đó, người đàn ông trung niên giơ tay, trên hài cốt đầy thê thảm của ba người chợt sáng lên ba luồng ánh sáng màu xanh, một nai một cú một khỉ, ba tấm mặt nạ từ trên đầu của bọn họ chóc ra bay bay vào trong tay của hắn. Hắn đánh giá ba tấm mặt nạ một thoáng rồi vung tay, hư không trước người chợt hiện lên một giá gỗ nhiều tầng cực lớn, bên trên có rất nhiều mặt nạ muôn màu muôn vẻ của vô thường minh, như quỷ xà thần, long hổ phượng quy, và còn rất nhiều loại nữa. Tổng cộng, cũng phải tới hơn ngàn cái chương 476, mạch nước ngầm, không ngờ lại thu thập được nhiều như vậy. Gã trung niên khẽ cười, chậm rãi cầm ba cái mặt nạ trong tay treo lên ba chỗ trên kệ gỗ, rồi thỏa mãn gật đầu. Gã vung tay áo, thu giá gỗ lại. Sau khi cất xong, gã vẫn chưa đi ngay mà lại lật tay, lấy ra một cái vòng tròn chạm rỗng màu vàng óng ánh, ném về phía trước. Chỉ thấy sau khi bay ra vài thước, vòng tròn lập tức lập lè hào quang, phóng to ra như mặt bàn, bề mặt hiện lên những phủ văn phức tạp, ở giữa nổi lên một cột hào quang màu vàng đẹp mắt phóng vút lên trời cao như một cái trụ chống trời. Không bao lâu, có điểm điểm linh quang hội tụ xung quanh vòng tròn, dần dần hiện ra ba bóng người mơ hồ, trên người họ tràn đầy kim quang, không thể nhìn rõ tướng mạo. "Công Thâu Cửu, không phải ngươi đi Minh Hàn Tiên phủ tuần tra rồi sao? Vì việc gì mà đột nhiên liên hệ với bọn ta?" Một bóng người trong đó đầu vai hơi rung rung, mở miệng hỏi. Hai bóng người khác cũng quay đầu nhìn về phía gã trung niên ở bên này cam cửu chân hiện tại đang ở trong tiên phủ gã trung niên có tên là công thâu cửu chậm rãi mở miệng đáp chính xác là ả à ta sao ả à này là có thân phận vô cùng thần bí trong luân hồi điện ngay cả cái tên cam cửu chân cũng chưa chắc đã là tên thật hơn nữa ả à ta luôn thay đổi mặt nạ ngươi làm như thế nào xác nhận đúng là ả à ta bóng người vừa nãy nói có hơi run rẩy hỏi tiếp không có chứng cớ xác thực để chứng minh nhưng mà xem trong ký ức mấy tên thành viên của vô thường minh bị ta đánh chết thì lần này người dẫn đầu bọn chúng vào minh hàn tiên phủ là một kẻ có tên giao tam phong cách hành sự của tên này khá giống với ả cam cửu chân công thâu cửu lắc đầu đáp đã như vậy lần này khổ cực cho công thâu đạo hiếu cần phải bắt sống ả ta trở về bí mật trên người ả rất có giá trị để cho chúng từ từ khai thác kỹ một phen bóng người bên trái vòng tròn hơi cúi về phía trước cười nói gã trung niên im lặng gật đầu đang định thu hồi vòng tròn vàng nhưng chợt nhớ tới một chuyện lại tiếp tục nói thêm đúng rồi lúc trước ta còn phát hiện bên trong tiên phủ này có người sử dụng luyện thần cấm thuật có vẻ ít nhất là đã tu luyện qua tầng thứ ba rồi không nghĩ tới đã cấm tuyệt đối nhiều năm như vậy mà vẫn có kẻ không sợ chết cố tình vi phạm lệnh cấm tên này không cần bắt sống giải quyết tại chỗ bóng người vẫn chưa nói gì từ đầu bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng ra lệnh công thâu cử gật đầu tay áo bảo vung lên vòng tròn màu vàng liền thu lại hào quang, co nhỏ lại như trước, bay vụt vào trong ống tay áo của hắn. Sau đó, gã cưỡi phi sa ngọc bích phóng lên cao, bay vút về một hướng. Cùng lúc này ở một khu vực khác trên bầu trời cách đó không biết bao xa. Hàn lập đang cùng kim đồng bay vút đi rất nhanh, bỗng nhiên thân hình hắn dừng lại, nhìn xa xăm về một hướng khác. Sao vậy, kim đồng nghi hoặc hỏi, mới vừa rồi ta cảm giác bên đó có chấn động cực kỳ mạnh mẽ, nối thẳng lên trời nhưng lúc này lại không thấy nữa. Hàn Lập nhìn một lúc lâu, rồi lắc đầu nói. Chấn động cường đại, chúng ta qua đó xem thử thì sẽ biết. Kim Đồng lộ vẻ hứng phấn, nóng lòng muốn đi xem thử. Trước hết đừng gây thêm rắc rối, sau này không thiếu cường địch phải chạm chán đâu. Hàn Lập tự nhiên hiểu rõ ý định của cô bé này, lắc đầu nói. Không có chí khí gì cả. Kim Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, thất vọng nói. Hàn Lập lại liếc mắt về phía đó một lần nữa, hơi nhíu mày, rồi tiếp tục cùng Kim Đồng phóng đi thật xa. Bên trong một cung điện được bảo tồn khá hoàn chỉnh, có bốn người nam nữ mặc trang phục thương lưu cung, từng người đang thôi động một món bảo vật, liên thủ phá giải cấm chế của cung điện. Chỉ một chút nữa thì sẽ phá giải thành công, nhưng đúng lúc này chiếc gương cổ treo phía trên ở giữa cửa cung điện bỗng nhiên lóe lên linh quang, từ đó bắn ra một tia sáng trắng như tuyết, trong nháy mắt phóng thẳng vào ngực của một người trong bọn họ. Chỉ nghe thấy tên đó kêu thảm một tiếng, chỗ ngực nhất thời bị thủng một lỗ tròn, ngã ngửa xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, một mảnh thanh quang nổ tung, trận pháp phá giải do bốn người liên thủ bố trí ra trong nháy mắt bị vỡ tan. Tên Bạch Diện thư sinh cầm đầu nhoáng một cái, thân hình đã ở bên cạnh tên vừa bị ngã xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng cho tên đó dùng, rồi dùng tiên linh lực của bản thân dẫn đạo, giúp kẻ đó ẩn hóa dược lực. Trên lồng ngực tên kia, phần xương gãy không ngừng liền lại, huyết nhục sinh sôi, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng nhưng miệng y không ngừng thở dốc. Những người còn lại thấy vậy, thần sắc buông lỏng hơn nhưng lông mày vẫn nhíu, chưa giãn ra. Chúng ta đã mất liên lạc với đám người cung chủ hơn nửa tháng rồi, không thể tiếp tục bị giam ở chỗ này nữa, phải lập tức phá trận ra ngoài. nói không chừng đám người cung chủ đã tìm ra được chỗ kia rồi. sắc mặt bạch diện thư sinh ngưng trọng, im mở miệng nói. rõ ba người khác vội vã lên tiếng đáp. sau khi nghỉ tạm một lát, bọn chúng lại một lần nữa bố trí trận pháp bắt đầu phá cấm. bên trong minh hàn tiên phủ. Ở một chỗ mà khắp mặt đất đều nám đen trên một sườn núi, xung quanh bốc lên từng làn sương mù màu trắng. Tại chỗ này, ở sâu trong lòng đất mười mấy trượng có một tòa địa cung, bên trong có bày một cái ghế đá màu đen to lớn. Trên đó là một nam tử cao lớn mặc áo bào cho đang ngồi, sắc mặt xanh tím, hình dáng tiểu tùy. Chính là đại trưởng lão của Phục Lăng Tông, Phong Thiên Đô. Lúc này, trên mặt đất trước người y, khắp nơi đều có từng khối đá lớn màu đen vung vãi tựa hồ là thi thể còn sót lại của các khôi lỗi vốn là thủ vệ của đại điện này. Thần sắc phong thiên đô u ám, nhìn chằm chằm chỗ thi thể còn lại trên mặt đất, trên mặt tràn ngập nếp nhăn, nổi lên rõ từng đường gân, càng nhìn càng giống như một cỗ cương thi dữ tợn. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, một gã nam tử gầy gò cũng mặc áo bào cho từ bên ngoài đi vào, con mắt còn sót lại của hắn nhìn về phía tên nam tử đang ngồi trên ghế, rồi khom người thi lễ với y một cái. Sư huynh, đám người theo vào đã bị phân tán ra, trong đó có hai đội tạm thời chưa liên lạc được những người còn lại hiện nay cũng đang tìm kiếm nhưng chưa tìm được thái ất điện tề thiên tiêu mở miệng báo cáo có tin tức gì về đám người tiên cung và thương lưu cung không phong thiên đô đưa mắt nhìn hắn hỏi có chút tin tức nhưng từ hôm qua hôm nay mới chuyển tới người tiên cung và thương lưu cung cũng giống như chúng ta không khác gì lắm cũng phân tán tay chân ra ngoài tìm kiếm nhưng xem ra cũng không thu được manh mối gì tề thiên tiêu đáp dựa theo tính toán thời gian thiên lô mở ra chỉ còn vài ngày nếu chúng ta tìm thấy trước một bước thì có thể bố trí thủ đoạn trước đến lúc đó có thể chiếm được tiên cơ rồi phong thiên đô trầm giọng nói sư huynh yên tâm bên ta bất cứ lúc nào cũng theo dõi động tính khắp nơi tề thiên tiêu ôm quyền nói một vùng hoang vắng trước mắt trên cánh đồng đất đỏ hoang vu không có sự sống hai gã nam tử cao lớn mặc trang phục nam lê tộc tay cầm hai cây quải trượng màu vàng đang bay rất nhanh trên cao không Phía sau bọn chúng có ba tên mặc trang phục quỷ khớp tông theo sát, chính là đám tu sĩ nam nữ của thập phương lâu. Chẳng biết tại sao, hai phe này vậy mà không có xung đột, ngược lại tựa hồ là ba tên kia đang bám theo hai người phía trước. Hai gã nam tử cao lớn bay phía trước có sắc mặt khô vàng, thần sắc đờ đẫn thoạt nhìn như là khôi lỗi, dọc theo đường đi không nói lời nào, chỉ là vùi đầu chạy. Sau nửa khắc, đám người vẫn lao đi, chỉ khi thấy ở cuối tầm mắt hiện lên phế tích của một tòa thành trì màu đỏ đất thì vội vã vào tới với tốc độ nhanh hơn. Trong Minh Hàn Tiên Phủ, trên một dải đất đồi núi nhấp nhô nào đó, ở giữa đan sen từng khe núi hoặc sâu hoặc cạn, có cây rừng tươi tốt xanh tươi, có sông ngòi răng uốn éo, hiểm trở, có quanh co khúc khuỷu, có trướng khí tràn ngập như độc hỏa gốc. Rất là đa dạng và phong phú. Trong đó, ở giữa một dãy núi có một cái sơn cốc nhỏ nhìn không có gì thu hút, không có quái thạch, trướng khí cũng không có rừng dập, lòng trảo, nhưng độ cao của nó lại thấp hơn 3 phần so với hai sơn cốc ở hai bên. Bên trong sơn cốc có ba bóng người đang tụ tập một chỗ, thấp giọng trao đổi gì đó. Lúc này, thần sắc trên mặt mỗi người bọn họ đều có vẻ hơi ngưng trọng. Trong ba người này, người cầm đầu là một nam tử trung niên khoác áo bảo tím, mặt vuông, lông mày mảnh, khí chất trên người đặc biệt, dù nho nhã nhưng lại có cảm giác đủ uy nghiêm. Chính là Kim Tiên đạo chủ của trúc long đạo, Âu Dương Khuê Sơn. Âu Dương Đạo Hiếu, lúc trước chúng ta đem thông tin vị trí cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ Tung ra ngoài, đã khiến cho tiên cung hoài nghi. Lần này nếu lại như trước, báo cho bọn người hô môn đạo nhân, chỉ sợ bị tiên cung kết tội phản loạn. Một người trong đó nói, hiện tại việc này có làm hay không thì quan hệ gì với việc chịu tội. Lời hứa ban đầu của tiên cung với chúng ta thực hiện được gì rồi? Bây giờ chúng ta ngoài sáng thì bị toàn bộ Bắc Hàn Tiên vực chế nhạo là loại tôi thờ hai chủ trong tối thì bị Bắc Hàn Tiên cung cản trở mọi việc, còn không bằng lúc trước. Tha Liêu Ngọc nát đá tan, trên mặt Âu Dương Khuê Sơn hiện lên vẻ bi ai, chậm rãi nói: "Trước đây chúng ta cũng là vì muốn chúc Long đạo tiếp tục tồn tại nên mới bất đắc dĩ phản bội lại Bách Lý đạo chủ, dù sao đó là tông môn mà chúng ta dành tâm huyết nửa cuộc đời để phát triển. Bây giờ rơi vào tình trạng này, cũng chẳng trách người khác cười nhạo sau lưng." Tên còn lại cười khổ nói: "Trải qua lần này, ta xem như là đã suy nghĩ hoàn toàn thông suốt." ở bắc hàn tiên vực này chỉ khi thực lực bản thân đủ mạnh thì mới không bị người khác thao túng vận mệnh lần này coi như là một bước ngoặt mấy thế lực lớn ở tiên vực này đều đang hỗn tạp trong đây chúng ta cũng không cần làm chim đầu đàn chỉ cần làm đục nước khiến cho bắc hàn tiên cung ở trong nước đục này mà hao tổn vài phần thực lực là tốt rồi chỉ cần thực lực bọn chúng hao tổn một phần thì đối với việc kiềm chế chúng ta cũng sẽ yếu đi một phần trong mắt âu dương khuê sơn lóe lên nói không sai ngược lại chỉ là nói với bọn hô ngôn, bên tiên cung cũng không có chứng cứ chứng minh là chúng ta làm lộ ra. Một người khác lập tức phụ họa, sau khi tính toán xong, ba người bọn họ đồng thời lấy ra một trận bàn cổ xưa hình bát giác, ghép lại vào giữa, lập tức bức tranh trúc long chạm trên bề mặt trận bàn sáng lên hào quang xích sắc. Sâu trong thung lũng, một tầng hào quang như màng nước bao phủ phía trên hư không trong cốc, bề mặt nó hiện ra từng gợn sóng lăn tăn, khiến mọi thứ mở nhạt, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong màn sáng. Dưới màn trời, một đám mây đen phủ xuống, một ngọn núi màu xanh đen uy nghi sừng sững, cao nghìn trượng. Gần sát đỉnh núi, là một vách núi trống trải có diện tích không nhỏ, Tiêu Tấn Hàn khoác áo bào trắng đứng trên vách núi, mặc cho gió núi thổi ống tay áo bay phấp phới, thần sắc của y phức tạp nhìn xa xa. Lúc này bên cạnh y chỉ có một phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang màu lam, tất nhiên chính là Tuyết Oanh, vị phó cung chủ của Bắc Hàn Tiên cung rồi. Chương 477, dị tượng, cung chủ, căn cứ theo tin tức của bọn Lô Việt truyền về, bên thương lưu cung tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, đến nay cũng là tìm kiếm bốn phía xung quanh, vẫn chưa tìm được vị trí thái ất điện. Về phần phục lăng tông, tạm thời ngược lại là không có được tin tức gì. Tuyết oanh cung kính nói ra, phàm là dị bảo xuất thế, tất có thiên cơ bày ra. Theo suy tính, khoảng cách đến ngày thiên lô mở ra đã không còn bao nhiêu thời gian, bên trong bí cảnh chắc chắn sẽ xuất hiện dị tưởng. Hiện tại tất cả mọi người tích cực tìm kiếm thái ất điện, dù bất cứ giá nào cũng phải tìm được nơi đó trước khi dị tượng xuất hiện, đem việc này che giấu để chúng ta có thể chiếm được tiên cơ. Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói, Lô Việt bọn hắn đang toàn lực dò xét, tin rằng không bao lâu có thể tìm được. Tuyết Oanh nói ra, Âu Dương Khuê Sơn bọn hắn sao rồi? Tiêu Tấn Hàn lông mày trao lên, hỏi, đang ở khu vực đồi núi mà chúng ta khi trước đã dò xét qua, Thái Ất Điện sẽ không ở đó. Tuyết Oanh suy nghĩ, nói ra, hành trình tiên phủ lần này, bọn hắn nếu là thành thành thật thật, không có hành động ám muội thì sau này không cần quản thúc bọn hắn chặt chẽ. Về sau cứ khoảng 5-600 năm lưu ý một chút là được. Tiêu Tấn Hàn phân phó nói, không chế người cũng như câu cá, đều chú ý độ căng của dây câu, thực sự không phải lúc nào cũng cưỡng chế, hắn với tư cách cung chủ Bắc Hàn tiên cung, tự nhiên am hiểu đạo lý này. Vâng, tuyết oanh đáp, ngươi đi xuống trước đi, bổn tọa muốn ở chỗ này một lát. Tiêu Tấn Hàn thần sắc hơi biến đổi, bỗng nhiên nói ra tuyết oanh tự nhiên không dám làm trái, vội vàng cáo lui. Nàng mới ly khai vách núi này, phía dưới liền có một bóng người được bao phủ trong làn xương khói đen bỗng nhiên từ vực sâu bay vút lên đến trước người tiêu tấn hàn. Sau khi hắn không người khẽ bái liền lợi dụng truyền âm bí thuật, cùng tiêu tấn hàn nói chuyện với nhau. Chúng ta bên này hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, cung chủ đại nhân cứ yên tâm. Cuối cùng, bóng đen lại hướng tiêu tấn hàn chắp tay thi lễ nói. Tiêu tấn hàn một mực nghe hắn nói, Thần sắc trên mặt Thủy Chung không có có bao nhiêu biến hóa, cuối cùng cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái, hướng về phía bóng người kia phất phất tay, ra hiệu hắn ly khai. Bóng đen lập tức bay vút xuống, rơi vào trong vực sâu, hóa thành một làn khói đen, biến mất không thấy. Tiêu Tấn Hàn liếc qua nơi bóng đen biến mất khóe miệng lộ ra chút tiêu ý. Đúng lúc này, Tuyệt Oanh mới ly khai không bao lâu đột nhiên quay trở lại, khóe mắt lóe ra vài phần dị sắc. Đã tìm được, Tiêu Tấn Hàn liếc thấy liền đi ra, trực tiếp hỏi Âu Dương Khuê Sơn truyền tin tới, nói ở bên chỗ bọn hắn. Tuyết Oanh nhẹ gật đầu nói, đi thôi, tiêu tấn hàn trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định thật nhanh. Dứt lời, thân ảnh hai người liền hóa cầu vòng bay đi, biến mất tại bờ dốc phía trên. Gần nửa tháng về sau, một đoàn thanh quang tại giữa không trung phi đột nhanh chóng về phía trước, chính là thanh diên phi chu. Phía dưới mặt đất vẫn là hiện ra một màu hồng, địa hình cũng cùng ngay từ đầu vẫn không có thay đổi gì, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu bình nguyên, không hề sinh cơ. Duy nhất có chút biến hóa là giữa không trung bắt đầu hiện ra từng đoàn từng đoàn mây hồng, có lớn có nhỏ, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, cũng không bị cuốn trôi theo gió ở hoang nguyên, xem ra có chút quỷ dị. Trên phi chu, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân trong tay cầm một khối ngọc giản, dán trên trán. Ngọc giản này là một bộ địa đồ, hắn dựa theo trí nhớ lúc trước đã xem qua bộ địa đồ tiên phủ mà Lục Vũ Tinh đưa để vẽ ra, mặc dù không khẳng định chính xác nhưng so ra cũng có 7, 8 phần giống nhau hắn vừa quan sát chung quanh địa hình vừa hướng chiếu vào địa đồ ý đồ nhận biết vị trí hiện tại đáng tiếc đã tìm nhiều ngày nhưng vẫn không cách nào tìm thấy vị trí của hồng sắc hoang nguyên hắn nhíu mày gỡ ngọc giản trên trán xuống tìm không thấy thì đã sao cái gì cũng không biết mới vui chứ kim đồng mặt mày có chút buồn chán nằm ở một bên ngáp một cái nói hàn lập không để ý đến kim đồng mặt lộ vẻ do dự hắn cũng không có tâm tình như kim đồng hôm nay hắn tuy tiến giai kim tiên trung kỳ thực lực đại tiến nhưng bí cảnh này bên trong không biết còn có nguy hiểm gì nên hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn suy nghĩ một chút liền đem ngọc giản thu vào, lật tay lấy ra một khối trận bàn truyền tin đỏ thấm, đúng là vật lúc trước hô ngôn đạo nhân đưa cho hắn. Hàn lập hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết nhau nhau chui vào trong trận bàn. Mặt ngoài trận bàn đỏ thấm sáng lên từng vòng linh văn, tán phát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, sau đó giao nhau tạo thành một cái tiểu pháp trận màu đỏ thấm. Môi hắn khẽ nhúc nhích, phát ra một tin tức trận bàn đỏ thấm nhẹ nhàng chuyển động, pháp trận hào quang lập lè, nhưng Thủy Trung vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Hàn lập nhíu mày đứng dậy, phất tay đem nó thu vào. Trận bàn truyền tin không có trả lời, không biết là bên hô ngôn đạo nhân xảy ra vấn đề gì, hay là do nơi đây hoàn cảnh đặc thù, không cách nào sử dụng trận bàn truyền tin. Hàn lập đã trầm mặc thoáng một phát, rồi không để ý đến chuyện này nữa. Nếu như không liên lạc được hô ngôn đạo nhân, thì tạm thời độc hành vậy với thực lực của hắn hiện tại nếu gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể chống cự được. Từ giờ cho đến thời hạn bí cảnh chấm dứt cũng còn dài, qua nhiều năm như vậy có lẽ là lần đầu có người tầm bảo ở khu vực này nên có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Khi nghĩ đến đây, trong tay hắn thúc giục bấm niệm pháp quyết, thanh diên phi chu lập tức lần nữa sáng ngời, đang muốn tăng thêm tốc độ. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn chợt từ đằng xa truyền đến, trong vòng nghìn dặm, toàn bộ thiên địa đều có chút chấn động. Hàn lập bỗng nhiên ngẩng đầu, Nhìn theo hướng phát ra âm thanh chấn động, chỉ thấy xa xa phía chân trời hiện ra cuồn cuộn từng đoàn từng đoàn hào quang chói mắt màu trắng không dứt, phát ra âm thanh từng đợt phảng phất như tiếng vó ngựa của thiên quân vạn mã. Thiên địa linh khí cũng theo đó rung động lắc lư, như thủy triều dậy sóng, từng đạo linh quang phảng phất như từng con sóng lớn ập đến, hơn nữa còn tạo ra từng đợt vòi rồng cao ngút, trời đất quay cuồng. Một cỗ khổng lồ uy áp từ cái hướng kia truyền tới, khiến cho Hàn Lập giờ phút này cũng có chút kinh hãi, đồng tử không khỏi co rụt lại hắn một tay vung lên, thanh diên phi chu ngừng lại. Bất quá vào thời khắc này, hào quang từ bầu trời xa xa chợt lần nữa nổi lên dị tượng. Lần này không giống như lúc nãy, không phải là khuếch tán ra bên ngoài mà là như cá kình hút nước, tất cả có rút lại. Chỉ trong vài nhịp thở, biển mây xa xa phía chân trời toàn bộ đều biến mất vô tung, không lưu một tia dấu vết. Thiên địa linh khí vốn đang quay cuồng cũng rất nhanh khôi phục lại tĩnh lặng, phảng phất như dị tượng kinh thiên vừa mới phát sinh không hề xảy ra. Hàn lập nhướng mày, Kim đồng giờ phút này cũng nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn về hướng xa xa. Vừa mới rồi thiên tượng thật kinh người, chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế. Hàn lập, chúng ta đi qua xem, kim đồng tròng mắt quay tít một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra. Xem này động tính, không giống như là dị bảo xuất thế, bên trong những hào quang kia tựa hồ ẩn chứa không ít không gian chi lực, xem ra càng giống như lại có bí cảnh khác xuất hiện. Hàn lập không có lập tức khởi hành, cẩn thận nói không cần biết cái gì xuất thế dù sao chúng ta không đi sẽ bị những người khác vượt lên trước rồi kim đồng hét lên vậy thì đi xem a à, nhưng có một điểm không cho phép hành động thiếu suy nghĩ mặt khác không cho phép người gọi tục danh của ta hàn lập ánh mắt chấp động hơi trầm ngâm nhẹ gật đầu dị tượng xảy ra như thế khiến cho hắn cũng rất là hiếu kỳ biết rồi đại thúc đi nhanh đi kim đồng nghe vậy vẻ mặt thích trí trả lời hàn lập im lặng một chút sau đó lắc đầu dưới chân rậm một cái thanh diên phi chu hào quang tỏa sáng bay về hướng phía đó trên không một ngọn núi đỏ thẫm một đoàn bạch quang óng ánh hướng về phía trước bay nhanh trên bạch quang có một đám người đang đứng đúng là bọn người bắc hàn tiên cung tiêu tấn hàn tuyết oanh còn có một vài tu sĩ bắc hàn tiên cung ồ oh, tiêu tấn hàn sắc mặt trợt khẽ động phất tay đánh ra một đạo pháp quyết bạch quang chợt ngừng lại hắn nhìn về hướng phía trước bên trái cung chủ làm sao vậy tuyết oanh hỏi vừa mới rồi ở hướng kia tựa hồ có dị động tiêu tấn hàn nói ra dị động tuyết oanh nghe vậy khẽ giật mình nàng một chút cũng không có phát giác trong mắt nàng hiện ra một tầng bạch quang nhìn về hướng kia dị động địa điểm cách nơi này quá xa cảnh giới của các ngươi không thể cảm ứng được mà dị động kia giờ phút này đã biến mất chỉ xảy ra trong chốc lát tiêu tấn hàn lắc đầu nói hẳn là là thái ất điện rốt cục xuất thế tuyết oanh ánh mắt sáng ngời nói những người khác nghe nói chuyện đó thân thể đều là chấn động, nhìn về phía tiêu tấn hàn. Tiêu tấn hàn nhíu mày, mặt lộ vẻ trần chờ Mới rồi hắn tuy cảm giác được dị biến, nhưng khoảng cách quá xa, hắn cũng không thể cảm ứng rõ ràng lắm. Vào thời khắc này, tiêu tấn hàn trên người hiện ra một đạo bạch quang, lóe lên rồi biến mất. Hắn chớp mắt một cái, vung tay điểm một phát, veo một tiếng, đạo bạch quang hiện ra, chính là một khối đưa tin trận bàn, tản mát ra một vòng bạch quang, hình thành nên một pháp trận. Pháp trận hơi chấn động, một cái hư ảnh hiện ra, đúng là Âu Dương Khuê Sơn. Cung chủ, chúng ta đã tìm được cửa vào Thái Ất Điện. Âu Dương Khuê Sơn vẻ mặt đại hỉ nói, a à, ở nơi nào, các người phát hiện ra như thế nào? Tiêu Tấn Hàn trên mặt không có lộ ra sự vui mừng, hỏi ngược lại. Ngay tại mới rồi, chỗ cửa vào bạo phát một đoàn dị độc, ta vừa vặn đang gần đó nên may mắn phát hiện, về phần vị trí là ngay ở chỗ này. Âu Dương Khuê Sơn nói ra, đồng thời vung tay lên, một mảnh hào quang bắn ra, hóa thành một địa đồ. Trên bản đồ, có một điểm sáng màu xanh đang nhấp nháy. Tiêu tấn hàn ánh mắt chấp lên, từ địa đồ mà xem thì lối vào, theo lời Âu Dương Khuê Sơn, đúng là hướng hắn vừa mới cảm ứng được dị động. Tốt, ta đã biết, các ngươi giữ vững vị trí cửa vào, ta qua đó liền. Tiêu tấn hàn phân phó, cung chủ đại nhân, dị động kia giờ phút này tuy đã biến mất, bất quá vừa mới rồi động tính thật lớn, ngài vẫn nên đến nhanh một chút, nếu không người của những lại thế lực khác tới đây, chúng ta có thể ngăn không được." Âu Dương Khuê Sơn nói, "Ta tự có chừng mực." Tiêu Tấn Hàn sắc mặt lạnh lùng nói ra, "Vâng." Âu Dương Khuê Sơn gật gật đầu. Tiêu Tấn Hàn lúc này bấm niệm pháp quyết ngắt việc truyền tin, thân ảnh của Âu Dương Khuê Sơn run lên rồi biến mất. Hắn đứng tại nguyên chỗ, nhíu mày trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chương 478: Cửa điện, cung chủ vị trí mà Âu Dương Khuê Sơn mới chỉ điểm trùng hợp với phương hướng phát sinh dị biến sao. Như vậy hơn phân nửa là sự thật, ở bên cạnh tuyết oanh đợi hơi lâu không nhịn được bèn nói. Không cần vội, nếu chỗ đó là cửa vào thái ất điện, sao lại không có cấm chế thủ vệ chứ? Những người khác đến trước muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tiêu Tấn Hàn lắc đầu nói ra, ý ngài là Âu Dương Khuê Sơn nói dối. Điều này khó có khả năng à, nếu hắn dám can đảm lừa gạt chúng ta thì cũng đã không phản bội Bách Lý Viêm rồi. Trong mắt tuyết oanh hiện ra chút khinh miệt, hơi kinh ngạc nói. Cần phải đề phòng một chút, không thể tin tưởng hoàn toàn bọn người Âu Dương khuê sơn được. Tiêu tấn hàn chậm rãi nói ra, vừa dứt lời hắn bấm nhẹ tay vào trận bàn. Trận bàn hiện lên một tầng ánh sáng chói mắt tỏa ra chung quanh, tiếp tục hình thành một cái pháp trận. Pháp trận chấp động hai cái, ở giữa hào quang lóe lên hiện ra một bóng người là Lô Việt. Thuộc hạ bái kiến cung chủ, đột nhiên triệu gọi không biết có chuyện gì phân phó. Lô Việt thi lễ rồi cung kính hỏi, lúc này người ở đâu vừa rồi có thấy dị tượng gì không tiêu tấn hàn hỏi thuộc hạ hiện tại ở đúng chỗ chúng ta đã chia tách là khu vực phía đông nam vừa rồi cũng không cảm ứng được gì được rồi người tiếp tục tìm kiếm ở phụ cận bên đó đi nếu phát hiện gì thì lập tức báo cáo tiêu tấn hàn gật đầu phân phó vâng lô việt gật đầu nhẹ cắt đứt liên lạc tiêu tấn hàn bấm niệm pháp quyết muốn tiếp tục thúc giục trận bàn đúng lúc này trên người hắn hiện ra một đạo hắc quang sắc mặt hắn khẽ thay đổi liền vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một trận bàn màu đen tỏa ra từng vòng hắc quang, ở giữa hắc quang là một bóng người mơ hồ màu đen, đúng là người lúc trước hắn bí mật nói chuyện. Tiêu cung chủ, cửa vào thái ất điện đã hiện ra. Phong thiên đồ cũng đã biết và đang đến chỗ đó, chúng ta dựa theo kế hoạch đã bố trí xong xuôi rồi. Bóng người màu đen mở miệng nói, tiêu tấn hàn nghe vậy, sâu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất. Thái ất điện ở chỗ nào? hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi bóng người màu đen vung tay lên hắc quang ngưng tụ vào tay hắn hóa thành một tấm bản đồ ở đó có đánh dấu một điểm lại trùng hợp với vị trí mà âu dương khuê sơn chỉ dẫn tốt ta lập tức đến đó tiêu tấn hàn liền gật đầu nói ra bóng người màu đen ừ một tiếng rồi biến mất đi tiêu tấn hàn bấm niệm pháp quyết rồi vung tay lóe lên bạch quang bay đi nét mặt tuyết oanh thoáng buông lỏng phất tay đánh ra một đạo ánh sáng rót xuống bạch quang trên người tốc độ bạch quang lập tức tăng lên, bay đi vùn vụt. Đoàn người đang bay về phía trước thì hiện lên một đạo ánh sáng màu lam bay rất nhanh tới, trong chớp mắt dừng ngay trước mặt. Tuyết oanh nhướng mày, hai tay thúc dục pháp quyết thu lại bạch quang dưới chân, đang định mở miệng quát lớn thì tiêu tấn hàn liếc mắt ra hiệu dừng lại. Phía trước ánh sáng màu lam thu lại hiện ra một đoàn người là tu sĩ thương lưu cung, người đi đầu là cung chủ Lạc Thanh Hải. Tiêu cung chủ và tuyết phó cung chủ, gặp hai người ở đây thật là hữu duyên. Nhìn chư vị gấp gáp như vậy không biết là đi đâu. Lạc Thanh Hải chắp tay chào đám người Tiêu Tấn Hàn, vừa cười vừa nói: "Lạc đại công chủ có việc gì xin cứ nói thẳng." Vẻ mặt Tiêu Tấn Hàn không đổi nhàn nhạt hỏi: "Ha ha, Tiêu công chủ thật là người sáng khoái nói chuyện thẳng thắn. Ta cũng không muốn giấu giếm gì, Lạc mẫu phát hiện được một di tích nhưng cấm chế có chút khó phá giải. Chúng ta đã thử mấy ngày vẫn không thể phá vỡ được, trong đó hẳn là có dấu trọng bảo." tình cờ lại gặp tiêu công chủ đi ngang qua không biết có hứng thú đi xem không lạc thanh hải cười nói trọng bảo không biết là ở chỗ nào đôi mắt tiêu tấn hàn sáng lên hỏi ở phía trước cách đây không xa khoảng cách không đến nửa ngày lạc thanh hải chỉ tay về một hướng nói ra tiêu tấn hàn nhìn theo phương hướng hắn nói thấy không phải là hướng nơi cửa vào thái ất điện theo ta quan sát chỗ cấm chế đó là một khu mộ cổ tuy không biết là nơi an táng ai nhưng chắc chắn là người có lai lịch lớn Lạc Thanh Hải nói xong rồi lấy ra một khối ngọc phù màu lam. Sau khi phất ra ngọc bài màu vàng, ngọc phù liền sáng rực lên ánh sáng màu lam, ngưng tụ thành một mặt thủy kính, bên trong hiện ra một vùng đồng hoang có cuồng phong gào thét, bão cắt cuồn cuộn. Trên mặt đất thình lình có một màn ánh sáng màu vàng cực lớn có hình bầu dục, khiến cho người khác có cảm giác nặng nề quay cuồng. Bên dưới màn ánh sáng mơ hồ thấy một tòa lăng mộ khổng lồ, dường như một đầu cự thú đang nằm dạp dưới đất, xem qua thủy kính mà vẫn cảm nhận được khí thế bức người tỏa ra. Lạc cung chủ vận khí thật tốt, nhưng bảo địa như vậy mà thương lưu cung các ngươi không muốn độc chiếm sao, mời chúng ta làm gì? Hai mắt tiêu tấn hàn nhìn thủy kính gật đầu nhẹ rồi hỏi lại. Tiêu cung chủ, lạc mộ có nói rồi bên ngoài lăng mộ này cấm chế lợi hại cực kỳ, cả thương lưu cung dốc hết sức phá cấm đến mấy ngày đều không được. Tiếp tục như vậy chỉ sợ thế lực khác sẽ biết mà tới, vì vậy muốn mời tiêu cung chủ hiệp lực phá vỡ cấm chế, cùng chia đều bảo vật bên trong, cung chủ thấy thế nào? Lạc Thanh Hải đè thấp giọng nói, Vẻ mặt ngưng trọng hỏi Đến lưu cung chủ cũng không thể phá vỡ cấm chế Thì tiêu mỗ chỉ sợ cũng bất lực Hai mắt tiêu tấn hàn chấp động Lắc đầu nói ra Về việc này tiêu cung chủ cứ yên tâm Lạc mỗ đã nghiên cứu pháp trận kia mấy ngày Tuy rằng chưa phá vỡ được nhưng đã nghĩ ra biện pháp phá giải Chỉ là phương pháp này cần có 6 vị kim tiên cùng ra tay cho nên muốn mời tiêu cung chủ Lạc thanh hải cười nói Tiêu tấn hàn nghe vậy liền suy nghĩ một chút Hắn quay người nhìn tuyết oanh nói Nếu như chỉ cần 6 người thương lưu cung đã có 5 vị kim tiên chỉ cần thêm một người nữa là đủ rồi. Tuyết oanh, người hãy mang theo mấy người này đi cùng là cung chủ một chuyến. Nhưng mà cung chủ, người không phải nghi ngờ cái kia. Người đi có một thân một mình, lỡ đâu hắn. Tuyết oanh nghe nói chuyện đó, vội vàng truyền âm nói ra. Người không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực tiêu tấn hàn phất tay áo cắt đứt câu nói của Tuyết oanh. Tuyết oanh nghe vậy liền im lặng cô nói nữa. Có Tuyết oanh phó Công chủ đi cùng cũng giống như vậy. Tuyết phó cung chủ, việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường thôi. Lạc Thanh Hải nghe vậy bèn thúc giục nói. Sau đó, hắn phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu lam bao trùm cả đoàn người thương lưu cung rồi bay đi. Cung chủ, vậy ta đi đây. Tuyết oanh khẽ gật đầu với tiêu tấn hàn, lật tay lấy ra một phi chu hình dạng phi yến bay theo những người kia. Cứ đi đi, cố gắng hỗ trợ lạc cung chủ. Tiêu tấn hàn thản nhiên phân phó, khi nói đến hai chữ hỗ trợ hắn tăng thêm vài phần ngữ khí. Tuyết oanh nghe vậy không nói gì nữa liền bấm niệm pháp quyết. Phi chu hình phi yến bay đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Tiêu tấn hàn nhìn hai nhóm người bay đi xa, ánh mắt lập lè, đợi cho thân ảnh bọn họ biến mất, thân hình hắn mới hóa thành một đạo bạch hồng bay về hướng khác. Mấy ngày sau, một đạo bạch quang từ xa lao vút tới rồi dừng lại phía trên một hạp cốc to lớn, hiện ra hình dáng tiêu tấn hàn. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn khắp chung quanh, gió lanh gào thét thổi quần áo hắn bay phần phật theo như Âu Dương Khuê Sơn và bóng đen kia chỉ điểm thì vị trí cửa điện chỉ ở gần đây. Nửa ngày sau, ánh mắt hắn chợt sáng ngời, thân hình liền như tên bắn bay về một hướng phía trong hạp gốc. Bên dưới hạp gốc có một thạch bích màu trắng hình vuông rất to lớn cỡ mấy trăm trượng, bề mặt sáng bóng nhẵn nhụi, nhìn qua có chút giống một tòa đại môn. Trên thạch bích từ trái qua phải, thình lình khắc họa một bộ đồ án núi sông trông rất sống động. Lúc này màu trắng trên thạch bích hiện ra một màn sáng màu trắng dày đặc chớp động không ngừng phía trước thạch bích màu trắng đã tụ tập không ít người, chia làm bốn góc mờ mờ ảo ảo. Trong đó đông nhất là nhóm người Phục Lăng Tông, số người khá đầy đủ so với lúc mới vào bí cảnh, ngoài phong thiên đô, tề thiên tiêu còn có ba gã kim tiên. Có vẻ chỉ thiếu hai tu sĩ chân tiên, đoán chừng đã chết ở chỗ nào đó trong tiên phủ rồi. Đứng gần nhóm Phục Lăng Tông là một nhóm tu sĩ dị tộc, đúng là bọn người Nam Lê Tộc. Nam Lê Tộc vốn có bốn vị kim tiên nhưng lúc này chỉ thấy một lão già khoảng 70 tuổi và một lão bà tóc bạc, hai vị kim tiên còn lại không thấy bóng dáng. Tu sĩ chân tiên cũng chỉ còn một nửa so với lúc ban đầu, chẳng biết có phải bọn hắn chia làm hai đường hay là chết rồi nữa. Hai top tu sĩ còn lại có nhân số ít nhất, một nhóm là ba người Trúc Long Đạo Âu Dương Khuê Sơn. Một nhóm khác còn ít hơn đứng cách xa mọi người, chỉ có một nam một nữ. Nam tử là một lão giả mặc hắc bào, dâu tóc đen nhánh, vẻ mặt hồng hào, còn nữ tử thì mặc một bộ váy màu vàng, dung mạo mỹ lệ nếu hàn lập ở đây sẽ nhận ra ngay là hai người hô môn và vân nghe đúng lúc này giữa khung trung lóe lên kim quang rồi lặng lẽ hiện ra một thân hình gương mặt chính trực dâu bạc sáng quắc trên người mặc một bộ áo bào trắng không gió mà bay người mới đến không nói chuyện trên người cũng không tỏa ra ra chút khí thức nào nhưng vẫn làm cho người khác phải kính để cô dám nói chuyện tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực vô hình áo bào trắng nam tử đúng là tiêu tấn hàn hắn bất ngờ xuất hiện làm ai cũng lo sợ chỉ có bọn người Âu Dương Khuê Sơn là lộ vẻ vui mừng, liền chạy ra nghênh đón. Bái kiến cung chủ, lần này các người lập nhiều đại công, khi ra khỏi tiên phủ ta sẽ ban thưởng lớn. Tiêu Tấn Hàn khẽ liếc ba người, gật đầu nhẹ, đa tả cung chủ, ba người Âu Dương Khuê Sơn gật đầu vui vẻ, rồi khoanh tay đứng ở bên cạnh. Tiêu Tấn Hàn lại quay đầu nhìn thoáng qua đám người nam lê tộc cùng hô ngôn vân nghê, lông mày hơi nhăn. Cung chủ, những người này có lẽ ở gần đây nên nhìn thấy thiên tượng, mấy hôm nay đều lần lượt chạy đến. Âu Dương Khuê Sơn chú ý nét mặt Tiêu Tấn Hàn vội vàng truyền âm giải thích. Tiêu Tấn Hàn khẽ vuốt cằm không nói gì. Ba người Âu Dương Khuê Sơn thấy vậy sắc mặt mới buông lỏng. Hóa ra là Tiêu Cung chủ đến. Không thể tin được ngươi lại tới nhanh như vậy nhưng sao lại có một mình, mấy vị đạo hữu khác của tiên cung đâu. Phong Thiên Đô nhìn hắn, đuôi lông mày cao lại hỏi. mươi 479, nhìn lén. Những người khác tự nhiên đang bận việc khác, cũng không phiền đến phong đạo hữu phi tâm. Tiêu Tấn Hàn thản nhiên nói, xem ra tiêu cung chủ cơ duyên lần này cũng không phải là nhỏ, chắc chắn thu hoạch rất phong phú. Chỉ là các hạ xưa nay trái phải đều có cả đám người, hôm nay đơn độc một mình khiến cho phong mỗ có chút không quen. Phong thiên đô chậm rãi nói, thật ra tiêu mỗ lại ưa thích độc lai độc vãng, có lúc thiếu một ít ràng buộc càng dễ thi triển quyền cước hơn. Phong đạo hữu không cảm thấy vậy sao? Tiêu tấn hàn lạnh lùng nói, ha ha, phong mỗ cũng không tiêu sái giống như tiêu cung chủ, vẫn cảm thấy có nhiều người một chút thì lo liệu sự tình cũng thuận tiện hơn. Phong Thiên Đô vừa cười vừa nói, quý tông quả nhiên người đông thế mạnh, xem ra, Phong Đạo Hiếu chẳng lẽ định đem toàn bộ Thái Ất Điện đưa vào lãnh địa của Phục Lăng Tông. Tiêu Tấn Hàn liếc mắt về phía đám người nam lê tộc và hô ngôn đạo nhân, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Tiêu Cung Chủ, lời ấy sai rồi, Thái Ất Điện vốn là nơi vô chủ, tự nhiên kẻ nào cũng có thể tới. Hơn nữa tiêu cung chủ vào đầu tiên, thật khiến phong mẫu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Phong Thiên Đô lắc đầu nói. Tiêu Tấn Hàn cười nhạt một tiếng, thoáng nhìn về phía mấy người sau lưng Phong Thiên Đô, sau đó quay đầu nhìn về phía thạch bích màu trắng, đột nhiên khoát tay. Một tiếng xoẹt, một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay y bắn nhanh ra, biến thành một mũi trên dài trong suốt, bắn lên quang cháo. Một tiếng choang, mũi tên trong suốt vỡ vụn, mặt ngoài quang cháo chỉ hơi chấp chấp hai cái, lập tức khôi phục nguyên dạng. Tốt, cấm chế vững chắc đấy. Ánh mắt tiêu tấn hàn chợt lóe lên, nói ra cung chủ vừa nãy những người của phục lăng tông đã từng hợp lực công kích cấm chế này nhưng nó vẫn kiên cố xem ra muốn mở cửa vào tuyệt đối không phải dễ âu dương khuê sơn khẽ nói tiêu tấn hàn nghe nói chuyện đó thân sắc không thay đổi chỉ là từ chối cho ý kiến hơi có chút gật đầu cung chủ cũng không cần lo lắng theo thuộc hạ quan sát quang cháo trên thạch bích kia lúc ban đầu dày gấp đôi so với hiện tại nhưng chẳng biết tại sao lại đang từ từ mỏng dần đi tin rằng chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa nó sẽ tiếp tục mỏng hơn nữa, thậm chí là biến mất, đến lúc đó có lẽ có thể phá vỡ. Âu Dương Khuê Sơn nói ra, a, à, có thật không? Thần sắc tiêu tấn hàn khẽ động, nói ra, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói dối. Cung chủ minh dám, chỉ cần hơi quan sát là thấy được. Âu Dương Khuê Sơn vội vàng nói, tiêu tấn hàn nghe vậy, nhìn thật sâu Âu Dương Khuê Sơn, thấy đối phương vội vàng cúi đầu xuống, liền rời ánh mắt đi, tự mình đi tới bên trên một khối đá lớn, hất phạt áo lên ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thấy tình huống đó, đồng tử phong thiên đô hơi co lại, lập tức rời ánh mắt đi. Đám người phục lăng tông sau lưng y nhìn nhau thêm vài lần, rồi cũng vội vã khoanh chân ngồi xuống. Những người còn lại thấy vậy, cũng yên lặng ngồi xuống tại chỗ. Không gian có chút yên lặng, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Thời gian trôi qua từng chút một, chốc lát đã được gần nửa canh giờ. Trong ánh mắt của tiêu tấn hàn chấp chấp bạch mang, chậm rãi gật đầu quang cháo trên thạch bích quả thực đã trở nên mỏng đi một chút so với trước. Ngay tại lúc này, ở một sơn cốc xa xa, ẩn nấp bên trong sơn động có hai bóng người một cao một thấp đứng cạnh nhau, không hề cử động, thình lình đúng là Hàn Lập và Kim Đồng. Cũng không biết hai người sử dụng bí thuật gì, khí thức trên thân không hề phát ra mảy may, nếu có người dùng thần thức đảo qua nơi này thì dường như trống không. Hàn Lập nhìn xuyên qua khe hở giữa hai tảng đá lớn, nhìn về phía đám người nơi xa, làm mang trong mắt lập lè lúc thạch bích nơi xa phát ra dị tưởng kinh người, kỳ thật hắn đang ở phụ cận cách đó không xa, có thể nói hắn tới cực sớm, chỉ chậm hơn một chút so với bọn Âu Dương Khuê Sơn mà thôi. Có điều là sau khi thấy ba người Âu Dương Khuê Sơn, hắn lập tức mang theo kim đồng thi triển bí thuật lẩn trốn đi. Người ngày càng đến đông, nghe bọn chúng vừa mới nói, nơi này là cửa vào một chỗ tên là Thái Ất Điện. Thái Ất Điện là địa phương nào mà có thể khiến cho những người như Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô này lại hục hạc nhau, tranh đoạt. Chẳng lẽ, trong lòng hàn lập buồn bực hơn nữa hồ ngôn đạo nhân và vân nghê cũng đến nơi này làm cho trong lòng hắn an tâm một chút bất kể thế nào hồ ngôn đạo nhân vừa là thầy vừa là bạn của hắn những ngày qua hắn vẫn có chút lo lắng cho bọn họ giờ phút này chứng kiến họ bình an vô sự hắn cũng yên lòng mấy phần kim đồng có chút buồn chán đứng ở một bên chợt há mồm rồi không biết ném vật gì vào trong miệng rộp rộp một tiếng âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến cho hàn lập giật nảy mình cẩn thận chút Đừng gây ra tiếng động, khiến cho những người kia phát hiện ra chúng ta thì phiền toái. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, truyền âm nói, may mắn là bọn hắn đã sớm có chuẩn bị che giấu âm thanh và khí tức, cộng thêm việc khoảng cách đủ xa, mà đám người Tiêu Tấn Hàn lại hết sức tập trung nhìn lên thạch bích, thần thức có mạnh hơn cũng không có cách nào để ý tới nơi đây. Một mực trốn ở chỗ này thật sự là buồn chán, đại thúc, chúng ta phải trốn đến lúc nào? Kim Đồng cong môi truyền âm nói, kiên nhẫn một chút, Hàn Lập cũng không quay đầu lại, nói những người kia có cửu oán với người sao? Lông mi kim đồng nhân lại, truyền âm hỏi, có một ít, cứ coi như thế đi. Hàn lập từ chối cho ý kiến trả lời, ai là cửu nhân của người? Kim đồng xoa hai tay vào nhau, cất bước muốn lao ra. Trước tiên chờ một chút, bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có hai người, đánh nhau chưa chắc là đối thủ của chúng. Thứ hai, những người kia thoạt nhìn là đã lục đục với nhau, chờ cấm chế thực sự bị phá vỡ, nói không chừng chính bọn họ sẽ đánh nhau ngay. Hàn Lập vội vàng kéo Kim Đồng lại, truyền âm nói: Hắn nghĩ đến Kim Đồng ở cùng một chỗ với Cử Linh quá lâu, tính cách vốn là ngang ngược nay lại càng bá đạo hơn. "Đúng đúng, Kim Đồng đầu tiên là vui vẻ, sau suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên lại nói ra, nếu bọn họ không tự đánh nhau thì sẽ chờ bọn họ tách ra chúng ta sẽ đuổi giết chúng." Bổn tiên nữ thông minh phải không? Kim Đồng thật sự là thông minh. Hàn Lập xoa đầu Kim Đồng, đồng tình, "Được rồi, sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ một chút vậy." kim đồng phủi tay ngồi xuống dùng hai cánh tay gối lên đầu hàn lập thở nhẹ một hơi tiếp tục nhìn về phía xa xa trong nháy mắt mấy thời thần lại trôi qua kim đồng không biết là ngủ từ bao giờ quang cháo trên thạch bích lập lòe giờ phút này chỉ còn một tầng hơi mỏng trong khoảng thời gian này không có thêm người khác tới đây tất cả mọi người bên trong đám tiêu tấn hàn phong thiên đô đều đã đứng lên chăm chú nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng trên thạch bích màu trắng quang cháo nhẹ nhàng lóe lên vẫn như trước từ từ mỏng dần trên mặt không ít người lộ vẻ khẩn trương để khởi tiên linh lực trong cơ thể chỉ chờ quang cháo mỏng tới mức thấp nhất liền lập tức đánh ra một kích lôi đình đồng thời đám người tại đây lại càng đề phòng lẫn nhau sư huynh cấm chế đã trở nên rất mỏng chúng ta tập hợp lực lượng là có thể phá giải có lập tức ra tay luôn không tề thiên tiêu khẽ truyền âm nói với phong thiên độ ở bên cạnh đợi thêm lát nữa chờ cấm chế yếu tới mức thấp nhất rồi hãy nói hơn nữa chúng ta không thể chỉ chú ý tới cấm chế, càng phải cẩn thận tiêu tấn Hàn." Phong Thiên Đô trầm giọng truyền ngôn, "Vâng, sư huynh yên tâm." Tinh quang trong mắt Tề Thiên tiêu lóe lên, chậm rãi gật đầu. Trong sơn động phía xa, ánh mắt Hàn Lập cũng nhìn chằm chầm vào thạch bích màu trắng, lam mang trong mắt chớp động, ánh mắt khẽ động. Lúc này màn quang cháo đã mỏng như một tờ giấy chợt lóe lên, bề mặt hiện ra vô số sợi ánh sáng trắng cực nhỏ, điên cuồng loạn động. Quang cháo màu trắng đột nhiên bắt đầu dày lên, Mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng ra tay mãnh liệt. Tiêu tấn hàn vung tay lên, một đạo bạch quang trói mắt từ trong tay bắn ra nhanh như chớp, thoạt nhìn bộ dáng tựa hồ là một kiện tiên khí tiêm trùy. Tiêm trùy lập lè những tia chớp trắng, rít lên những tiếng ô ô trói tai, hòa cùng tiếng sấm sét nổ vang, hung hăng đập lên trên quang cháo. Ba người bọn Âu Dương Khuê Sơn hét hớn, mỗi người sử dụng một thanh phi kiếm màu vàng óng, trên chuôi kiếm có hình một con quái thú đang há miệng nuốt, nó giống như rồng mà không phải rồng, giống như thú mà không phải thú. Hai mặt thân kiếm, một mặt khắc đồ án sơn hà, một mặt khắc trời sao bao la. Ba thanh phi kiếm bay ra xếp thành hình tam giác, tỏa ra kiếm quang vô cùng chói mắt, đồng thời ngưng tụ bổ lên trên quang cháo màu trắng. Lão giả già nua và lão bà nam lê tộc nhấc tay lên, hai cây quải trượng màu vàng trong tay lập tức chiếu ra hào quang. Kim quang kinh người từ hai cây quải trượng bùng lên, lóe một cái, hóa thành hai con kim long dài chừng 10 trượng toàn thân chúng sáng loáng kim quang, như được đúc từ vàng, tản mát ra khí thức vô cùng sắc bén, đánh lên phía trên quang cháo màu trắng. Hồ ngôn đạo nhân và vân nghe cũng tự mình tế xuất tiên khí, là một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm và một cái phi luân màu lam. Chúng có phẩm dai tựa hồ bình thường nhưng đều tỏa ra hào quang mút trời, đón gió tăng vọt gấp mấy lần, hung hăng chém về phía quang cháo. Tuy nhiên trong đám người ở nơi này thì Phục Lăng Tông phát động ra công kích có uy thế kinh người nhất chỉ thấy đám người phục lăng tông lúc này đứng thành một vòng, tuy rằng thưa thớt, không ra hệ thống gì nhưng lại ẩn chứa huyền diệu, thoạt nhìn lại là một pháp trận. Hắc quang trên người họ sáng rực, chợt đông lại, hóa thành từng chùm sáng màu đen vừa thô vừa to, giống như từng đầu con rắn lớn màu đen, nối liền với nhau một chỗ, rồi cuối cùng đều hội tụ lại trên thân phong thiên đô. Thân thể phong thiên đô cuồng trướng lên mấy phần, da thịt đều bắt đầu căng ra, phía trên hiện ra từng sợi gân xanh to lớn, giống như những con run đang ngọ nguậy khí tức gã tăng mạnh, thoáng một chút lấn át tất cả mọi người ở đây, khiến cho sắc mặt tiêu tấn hàn cũng hơi đổi. Kết quả là sau khi y hít một hơi thật sâu, miệng nhanh chóng niệm chú, thân thể bất ngờ biến hóa nhanh chóng, làn da trở nên nhăn nheo xanh đen, tóc cũng trở nên khô héo vô cùng, trong chớp mắt y hóa thành một cỗ xác khô. Dầm dầm, những tiếng xiềng xích va chạm trong cơ thể phong thiên đô liên tiếp truyền ra vang dội, hắc quang trong hư không trước người y lập tức chớp chớp liên hồi, hiện ra từng sợi xích màu đen thô to, ước chừng vài chục sợi, dậm rạp chẳng chỉ tựa như những vòi uốn lượn lên xuống. Phía trên mỗi một sợi xích đều có vô số phù văn màu đen lớn cỡ hạt gạo lượn lờ, khi chấp động tản mát ra từng cỗ chấn động pháp tắc khủng khiếp, khiến người khác kinh hãi tột độ. Trong sơn động phía xa, hai mắt Hàn Lập hơi co rụt lại. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng rõ ràng là hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng khí tức tản mát từ những sợi xích mà Phong Thiên Đô triệu hoán, không ngờ giống hệt hai sợi cách nguyên pháp liên trong tay hắn. Chẳng lẽ kẻ này là? Ánh mắt của hắn lóe lên, miệng thì thào một tiếng, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch. chương 480, quá vội không chuẩn bị kịp. Phía trước thạch bích màu trắng, phong thiên đô nhắm hai mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người hắn mấy chục sợi xiềng xích đồng loạt bắn đi như tia chớp nó hóa thành vô số sợi hắc tuyến như gió táp mưa xa bao phủ lấy quang cháo trên thạch bích. Lốp bốp bùm bùm âm thanh như mưa rơi lá rụng truyền đến, mặt ngoài quang cháo màu trắng hiện ra một quầng sáng màu đen, liên tiếp tỏa ra chung quanh từng vòng gợn sóng. Những tu sĩ còn lại lấy ra linh bảo của mình, hoặc là thi triển bí thuật, hóa thành rất nhiều những chùm ánh sáng đủ mọi màu sắc rồn dập điên cuồng đánh về phía quang cháo. Có nhiều tu sĩ chân tiên, kim tiên liên thủ công kích, khí thế long trời lở đất, mặt ngoài quang cháo màu trắng vặn vẹo lên hồi, bên trên vô số phù văn nổi lên bay múa cuồn cuộn không ngừng. ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tòa hạp cốc dung chuyển mãnh liệt, trên vách núi dưới mặt đất đều hiện ra những vết nứt to lớn, chúng đan sen vào nhau rồi tỏa ra như những mạng nhện. Trên thạch bích quang cháo màu trắng đã phải chịu rất nhiều công kích, mặt ngoài hiện lên ánh sáng, những phù văn lượn lờ có chút hỗn loạn, quang cháo không còn phát triển dày ra nữa mà thay vào đó là những vết dạn nước. Nhìn thấy vậy, tinh thần mọi người đều phấn chấn, công kích càng thêm mãnh liệt. Bỗng một tiếng lạch cạch vang lên, sau khi nhận quá nhiều công kích, phù văn bên ngoài quang cháo ảo ảo nứt vỡ, cuối cùng quang cháo vỡ vụn không thể chống đỡ nổi, nó hóa thành một mảng lớn tinh quang, để lộ ra thạch bích màu trắng bên trong. Phong thiên đô mở to hai mắt, gương mặt khô héo hiện ra nét vui mừng. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ thì thầm chú ngữ, trên người chấp lên hắc quang, những sợi xiềng xích màu đen đều bay về chui vào trong cơ thể. Sau đó, hắn bước dài về phía trước, đang muốn mở miệng nói gì đó. Đúng lúc này phát sinh dị biến, bảy người tề thiên tiêu đang ở gần phong thiên đô, còn có thêm ba gã kim tiên đồng thời giơ tay lên, cổ tay rung nhẹ, len keng, một tiếng xiềng xích vang lên chói tai, tay áo bốn người tề thiên tiêu đại phóng kim quang, bên ngoài vô số phù văn lượn lờ, bốn đầu xiềng xích màu vàng to như chén cơm bắn ra giống như linh xà, quấn quanh lên thân thể chân tay phong thiên đô. Mỗi sợi xiềng xích đều tỏa ra kim quang sáng rực, ở giữa kim quang còn có một phù văn màu vàng, tản mát ra một cỗ lực lượng giam cầm pháp tắc to lớn. Phong thiên đô biến sắc, cũng không thấy hắn làm gì, quanh thân đột nhiên hiện ra một tầng hào quang đen kịt, trong nháy mắt hóa thành một quang cháo màu đen bảo vệ toàn thân. Trong tích tắc khi quang cháo màu đen vừa hình thành, bốn sợi xiềng xích màu vàng liền đánh tới, nó quấn quanh quang cháo màu đen. Khi xiềng xích màu vàng chạm đến quang cháo màu đen, bên ngoài phù văn màu vàng liền sáng rực lên, những sợi xiềng xích này tựa như đao kiếm nung đỏ nhúng vào mỡ bò, nhẹ nhàng xuyên thủng quang cháo màu đen, nhanh như tia chớp quấn quanh thân thể Phong Thiên Đô. Ầm ầm tiếng sấm vang rền, trên bốn sợi xiềng xích màu vàng hiện ra từng đạo điện quang kim sắc, đánh ầm ầm vào thân thể phong thiên đô khiến cho cả người hắn bốc lên từng sợi khói trắng phong thiên đô hét lên một tiếng đau đớn hắc quang trên người biến mất quang cháo màu đen cũng theo đó tiêu tan vẻ mặt bốn người tề thiên tiêu hiện lên vẻ vui mừng miệng lẩm bẩm chú ngữ bốn sợi xiềng xích màu vàng hợp lại một chỗ đan sen vào nhau lập tức biến thành một cái lồ âm giam màu vàng vây khốn phong thiên đô ở trong từ trong lồ âm giam màu vàng tỏa ra một cỗ lực lượng giam cầm vô cùng to lớn không gian, thiên địa linh khí ở chung quanh cũng như bị giam lỏ âm đông cứng lại vậy. Những biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, không có phản ứng gì, đến việc phá cấm cũng tạm thời quên mất. Ở sơn động phía xa, Hàn Lập nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Những xiềng xích màu vàng này, giống như là, trong đầu hắn chợt nhớ lại tình hình ở đại hội giảng đạo tại Trúc Long Đạo ngày trước. Bốn sợi xiềng xích màu vàng này có khí tức giống y như đúc với mấy sợi xiềng xích mà đám người Âu Dương Khuê Sơn dùng đối phó với Bách Lý Viêm năm xưa. Tuy lúc này chỉ có bốn sợi ít hơn một nửa lúc trước, nhưng những sợi xiềng xích này to hơn gấp mấy lần, lộ âm giam màu vàng tỏa ra khí tức cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Tề Thiên Tiêu, còn ba người các ngươi nữa, muốn tạo phản hả. Phong Thiên đô ra sức giấy ruộng, bên ngoài hiện lên một tầng hắc quang, nhưng lập tức bị Lư xê lượng giam cầm khổng lồ trong lồ âm giam áp chế, không thể thi triển được một chút thủ đoạn nào. Sư huynh, đắc tội rồi, xảy ra chuyện này cũng do người gieo gió gặt bão thôi, không trách người khác được. Năm đó khi sư phụ Lâm Trung có truyền lại chức trương môn cho ta, nhưng ngươi lại ỷ vào tu vi cao hơn, không coi ta ra gì, chèn ép chiếm lấy thực quyền, lấy tài nguyên của tông môn cho vào túi riêng. Đều là do ngươi tham lam nên đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Tề thiên tiêu lạnh lùng nói ra, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Trên lồ âm giam màu vàng tiếp tục hiện ra từng đạo hồ quang kim sắc, nó lóe sáng rồi biến thành bảy cái đinh màu vàng to lớn. Mỗi chiếc đinh đều ngưng động lại như thực thể, dài hơn một thước, bên trên khắc họa vô số lôi điện phù văn màu vàng, tản mát ra khí thức lôi điện pháp tắc làm người khác sợ hãi. Những cái đinh này găm thẳng vào tất cả những vị trí trong yếu như nghi tâm, ngực, tiểu phúc của Phong Thiên Đô. Phong Thiên Đô hét lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Xoẹt á, bảy chiếc đinh màu vàng tuôn ra từng đạo lôi điện màu vàng, chui thẳng vào trong cơ thể phong thiên đô, phát ra những tiếng nổ liên hồi. Làn da hắn rách ra từng mảng, máu tươi bắn ra tung tóe, khi thức trên người giảm xuống nhanh chóng. Đồng tử phong thiên đô có rút lại, miệng khẽ hừ một tiếng giận dữ, hai tay nắm chặt vào nhau. Miệng hắn lầm nhầm chú ngữ, trên người hiện ra một mảnh hắc quang, cả người biến thành màu đen, ở những vị trí có những chiếc đinh cắm vào hiện ra từng miếng phù văn màu đen. Trong cơ thể phong thiên đô truyền ra những tiếng rầm rầm, bảy chiếc đinh màu vàng rung lên, phảng phất như bị thứ gì đẩy ra, chậm rãi bay lên lơ lửng. Vẻ mặt tề thiên tiêu biến đổi, cùng lúc đó, mấy tiếng rít gào sắc nhọn vang lên vù vù vù, trên người phong thiên đô bắn ra 10 sợi xiềng xích màu đen, quấn chặt lấy lồ ân giam màu vàng. Xiềng xích màu đen tỏa ra hào quang đen kịt, nhanh chóng nhuộm đen lộ ân giam màu vàng. Xiềng xích màu vàng tỏa ra kim quang ảm đạm xuống rất nhanh, mơ hồ còn có chút giãn ra sắc mặt tề thiên tiêu đại biến vội vàng bấm niệm pháp quyết thúc dục xiềng xích màu vàng nhưng không có tác dụng đúng lúc này một bóng người xuất hiện sau lưng phong thiên đô một thân ảnh màu trắng lăng không bay ra đúng là tiêu tấn hàn cổ tay hắn rung lên bắn ra một đạo bạch quang đây là một thanh trường kiếm trong suốt thân kiếm như ẩn như hiện tản mát ra hàn khí ngập trời nó đâm thẳng vào cổ họng phong thiên đô trong lồ âm giam nhìn thấy tiêu tấn hàn xuất hiện đám người tề thiên tiêu vẫn bấm niệm pháp quyết không có phản ứng gì đồng tử phong thiên đô co rút lại, há miệng phun ra một đạo hoàng quang, nó là một tấm thuẫn màu vàng hình mai rùa, trên mặt khắc hỏa vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra thổ thuộc tính pháp tác chấn động mãnh liệt, đây là một kiện tiên khí hiếm thấy. Quy giáp thuẫn đại phóng hoàng mang, trong nháy mắt to lên gấp mấy lần, đứng chắn trước người hắn. Đinh, trường kiếm màu trắng đâm vào tấm thuẫn màu vàng, hai màu vàng trắng va chạm đan xen vào nhau rồi nổ tung, trên mặt phù văn quay cuồng, tấm thuẫn rung động liên tục, bị bước lui lại phía sau nhưng vẫn ngăn cản được thế công của trường kiếm. Tề thiên tiêu hóa ra là người cấu kết cùng tiêu tấn Hàn. Phong thiên Đô nhìn hắn giận dữ hét lớn. Ở sơn động phía xa, Hàn lập ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn tình huống nơi xa, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của tiêu tấn Hàn. Người này quả nhiên là lắm thủ đoạn, đầu tiên là lợi dụng 13 đạo chủ kim tiên của Trúc Long đạo bất hòa để trừ khử bách lý viêm. Hôm nay lại dùng chiêu cố châm ngòi đấu đá trong phục lăng tông. Nếu như hôm nay Phong Thiên Đô bị diệt, Ba đại tông môn Bắc Hàn Tiên Vực chỉ còn có thương lưu cung, những thế lực nhỏ thì bị chia rẽ vốn không ngăn được Bắc Hàn Tiên Cung mở rộng, chỉ sợ không bao lâu toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực sẽ triệt để rơi vào tay Tiên Cung. dã tâm tiêu tấn hàn quả là không nhỏ, oa, quả nhiên đã đánh nhau, đại thúc, người đoán quả không sai, bây giờ chúng ta động thủ sao? Lúc này Kim Đồng đi tới, nhìn thấy tình huống phía xa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tươi cười, vỗ tay nói, chờ thêm chút nữa, kịch hay còn ở phía sau? hai mắt hàn lập lóe lên ánh sáng nói ra, lúc này ở phía xa, vẻ mặt đám người nam lê tộc cũng biến đổi, chỉ có vẻ mặt hô ngôn là vẫn tỉnh bơ, hai mắt mở ảo chấp động khác thường. Đúng lúc này, bóng người nhoáng lên hiện ra ba người Âu Dương Khuê Sơn, xếp thành một hàng trước đám người nam lê tộc. Chư vị đạo hiếu, việc này không liên quan đến các vị, xin hãy khoanh tay đứng nhìn. Âu Dương Khuê Sơn nhìn đám người nam lê tộc, hô ngôn, trong tay chấp động ngân quang, khẩu khí đầy vẻ uy hiếp nói. Đám người hô ngôn lướt nhìn nhau, đứng im tại chỗ. Tiêu tấn hàn nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ buông lỏng, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên trường kiếm màu trắng bộc phát ra một màn xương trắng, vô số màu trắng phù văn tỏa ra, dường như rất nhiều bông tuyết bay múa bao trùm lấy tấm thuẫn màu vàng. Tấm thuẫn màu vàng sáng lên kim sắc, muốn phóng thích gì đó, nhưng khi bông tuyết chạm tới nó tỏa ra một cỗ ấn chứa lực lượng pháp tắc, khiến cho ánh sáng kim sắc bị kìm hãm lại. Tấm thuẫn màu vàng lập tức bị đông cứng thành khối băng, linh lực tỏa ra cũng biến mất, đến lực lượng pháp tắc cũng không cảm giác được chút gì. Một tiếng lạch cạch, khối băng rơi xuống mặt đất, không ngờ hắn đã tu luyện băng chi pháp tắc đến mức này, có thể đông cứng được cả lực lượng pháp tắc. Quả không thẹn là người đứng đầu Bắc Hàn tiên vực, lợi hại. Xa xa, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ khâm phục. chương 481, lại trò hay, thấy tấm tuấn tiên khí mình vừa tế ra bị đối phương đóng băng, phong thiên đô biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, hắc quang trong đôi mắt mơ hồ lưu truyền. Bỗng nhiên hắc quang toàn thân đại thịnh, tốc độ xâm nhập vào lồng da màu vàng đẩy nhanh hơn, tốc độ bay lên của bảy cái đinh màu vàng cũng nhanh hơn trước vài phần. Tiêu cung chủ, nhanh, chúng ta sắp không trói được hắn rồi. Tay tề thiên tiêu bắn ra hai đạo hắc quang chui vào trong xiềng xích màu vàng, nói ra. Giờ phút này trên trán gã đổ đầy mồ hôi hột, mặt đỏ bừng, hai tay cũng run nhẹ nhẹ, rõ ràng đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không làm gì được tình hình của ba người khác cũng giống như vậy, thực lực phong thiên đô quá mạnh, rõ ràng nằm ngoài dự tính của bọn gã. Hai đầu lông mày tiêu tấn hàn ẩn hiện một chút trần chờ nhưng thấy bộ dáng phong thiên đô như vậy, mắt y lóe lên vẻ tàn khốc, không nói hai lời liền phi thân lao vào, những nơi y đi qua bông tuyết bay đầy trời. Một người một kiếm vừa tới liền một hơi đâm bốn kiếm. Theo đó tiếng xé gió phát ra, bốn đạo bạch khí tựa như bốn đầu bạch xà bắn nhanh về phía phong thiên đô. Thế nhưng vào thời khắc này, hư không sau lưng tiêu tấn hà chấn động một cái trên không bất thình lình xuất hiện một bàn tay đen kịt trên đó tản ra từng luồng khói đen nhanh như chấp chụp lên đỉnh đầu tiêu tấn hàn đang ở trên không trung trong lòng tiêu tấn hàn kinh hãi lập tức bạch quang trên thân đại phóng rất nhanh lướt ngang sang bên cạnh nhưng bởi vì trường này xuất hiện quá mức quỷ dị với lại y đang tập trung để ra một kích trí mạng với phong thiên đô nên không kịp tránh thoát kết quả là bị bàn tay màu đen quét trúng vai trái một âm thanh nứt xương vang lên thanh thúy Thân hình tiêu tấn hàn lảo đảo một cái bay ra cách đó không xa mới đứng vững lại được, nhưng vai trái rõ ràng bị biến dạng. Sau lưng y hiện ra một trường ấn màu đen dễ làm người khác chú ý vô cùng, tản mát ra một thứ mùi hôi thối khó tả. Quần áo trên lưng y nhanh chóng khô héo vỡ vụn, dường như cũng bị ăn mòn theo. Làn ra ngay chỗ trường ấn màu đen phát ra thanh âm tê e e i, giống như tiếng rắn độc đang phun, bỗng chốc nhanh chóng thối giữa, hơn nữa lan tràn ra chung quanh rất nhanh. Tiêu tấn hàn hít nhẹ một hơi, tay kia bấm niệm pháp quyết bạch quang ngoài thân lập lòe, những bông tuyết đang bay đầy trời lập tức hóa thành một luồng gió lốc màu trắng, tập trung lại miệng vết thương, thoáng chốc chỗ đó biến thành một tầng xương lạnh màu trắng, bao phủ vết trường ấn màu đen để nó không tiếp tục lan ra xung quanh. Đồng thời y quay người lại nhanh như chớp, nhìn về hướng kẻ vừa đánh lén, chợt khẽ giật mình. Kẻ đánh lén không ai khác, bất ngờ lại chính là Tề Thiên Tiêu. Tề Thiên Tiêu đang mỉm cười, bộ dáng cố hết sức vừa rồi hoàn toàn biến mất. Siêu siêu siêu, Tiêu Tấn Hàn ngây người trong nháy mắt, thừa dịp đó tám đạo xiềng xích màu đen từ bốn phía lăng không hiện ra, sát na sau đã xuất hiện trước người y. Đúng là cách nguyên pháp liên, đồng tử Tiêu Tấn Hàn co rụt lại, miệng vội vàng há ra, một cái ngọc bát trắng như tuyết bay ra, quay tít một vòng, vô số phù văn màu kim ngân từ ngọc bát tuôn ra, biến thành một tấm lưới ánh sáng màu kim ngân bao phủ lại toàn thân y. Một màn quỷ dị xuất hiện, tám đạo xiềng xích màu đen bỗng chốc trở nên mơ hồ như có như không trực tiếp xuyên thấu tấm lưới ánh sáng màu kim ngân nháy mắt đã chui vào cơ thể y thân thể tiêu tấn hàn cứng đờ bạch quang đang tản mát ngoài thân nhanh chóng tiêu tán khí tức trên thân cũng nhanh chóng suy sụp xuống ngay sau đó hư không phía sau y lóe lên một bóng người gầy còm hiện ra đúng là phong thiên đô bảy cái đinh màu vàng trên người lão đã không thấy đâu nữa khí sắc cũng đã hồi phục hắc quang ở hai lòng bàn tay lập lòe mơ hồ có thấy thấy tám sợi xích dài hơi lắc lư một cái một đầu khác chui vào hư không rõ ràng, tay lão vừa bắn ra cách nguyên pháp liên công kích tiêu tấn hàn. ngươi, tiêu tấn hàn nổi giận gầm lên một tiếng, bạch quang ngoài thân sáng lên mãnh liệt, bên ngoài làn da hình thành một tầng màn sáng màu trắng óng ánh. xiềng xích màu đen ngừng lại một chút, tốc độ chui vào cũng giảm đi rất nhiều. ngay vào lúc này, kim quang lóe lên, bốn đầu xiềng xích màu vàng lăng không bay vụt tới quấn lấy thân thể tiêu tấn hàn, chính là những xiềng xích vừa dùng để trói phong thiên đô. Giờ phút này mặt ngoài của những xiềng xích màu vàng đã biến mất các phù văn màu đen, thay vào đó là kim quang rực rỡ cùng pháp tác giam cầm cường đại. Bốn sợi xiềng xích màu vàng nhanh chóng quấn quanh, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam màu vàng giống như lúc trước, trói tiêu tấn hàn vào bên trong. Tề thiên tiêu và ba gã kim tiên khác của Phục Lăng Tông Lăng không xuất hiện quanh tiêu tấn hàn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Xa xa trong sơn động, Hàn Lập nhìn thấy biến hóa bất ngờ này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. YAA. A, à, à, những người này xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước không phải đều tập trung đối phó lão cương thi kia sao, tại sao trong nháy mắt lại cùng đối phó lão dâu bạc kia vậy? Kim Đồng kinh ngạc truyền âm hỏi Hàn Lập, lúc trước tất cả đều là đóng kịch, trên thực tế tất cả mọi người là vì giết lão dâu bạc kia. Bản thân lão dâu bạc kia lại bị đồng bọn bán rẻ. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua từng người trong đám phong thiên đô, Tề Thiên Tiêu, trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu, trong miệng nói như thế, như thế xem ra lão dâu bạc kia có chút đáng thương a à. kim đồng hơi nhướng mày có chút không hiểu truyền âm hỏi kim đồng người nhớ kỹ sau này đi ra bên ngoài không thể không đề phòng người ngàn vạn lần không nên tin bất luận kẻ nào hàn lập thấy vậy mỉm cười truyền âm trả lời ngay cả đại thúc ngươi cũng không thể tin tưởng sao kim đồng mở chừng hai mắt vơi hàn lập mở miệng hỏi ta tất nhiên phải ngoại trừ hàn lập nghe vậy thì cứng họng có chút im lặng nói các ngươi dám phản bội, muốn chết. Tiêu Tấn Hàn nhìn qua bốn người tề thiên tiêu, trong miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết. Một điểm bạch quang trói mắt từ trong tay y phóng ra, bên trong hào quang ẩn hiện từng cái phù văn màu trắng, chấp nhanh ba cái liên tục. Thân thể bốn người tề thiên tiêu chợt run lên, vị trí đan điền hiện ra một tầng bạch quang, tiếp đó đỉnh đầu bốn người lăng không lơ lửng một mảng bông tuyết lớn bay xuống, lập tức thần tình bốn người trở nên ngốc trệ. Trên mặt tiêu tấn hàn lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn, hai tay bấm niệm pháp quyết đang tính tiếp tục thúc giục thế nhưng vào thời khắc này vùng đan điền đám người tề thiên tiêu lại hiện ra một đoàn hắc quang bên trong ẩn hiện hư ảnh một sợi xiềng xích màu đen mãnh liệt co lại lạch cạch à, bạch quang trong đan điền bốn người vỡ vụn giống như trứng gà bông tuyết đang bay đầy trời theo đó cũng biến mất vô tung làm sao có thể sắc mặt tiêu tấn hàn cứng đờ chỉ là một chút cấm chế nguyên anh mà cũng dám dùng trên thân tu sĩ phục lăng tông ta chẳng lẽ tiêu cung chủ không biết cách nguyên ma công của phong mộ là chuyên dùng đối phó công pháp nguyên anh. Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng, sắc mặt Tiêu Tấn Hàn trầm xuống, đang muốn làm cái gì? Vào thời khắc này, bóng người nhoáng lên, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phụ cận, đó là hô môn đạo nhân, Vân Nghê, còn có hai kim tiên nam lê tộc. Tinh quang trong mắt bốn người đại phóng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đồng thời lên tiếng. Một thanh phi kiếm đỏ thấm, một cánh quạt màu lam, hai quải trượng màu vàng bắn ra hóa thành bốn đạo hào quang màu sắc không đồng nhất, tập trung đánh xuống đầu tiêu tấn hàn. Thần tình tiêu tấn hàn lần nữa biến đổi, nhưng không có kinh hoàng, hai mắt bạch quang sáng ngời. Trước người y bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang, khiến cho những bông tuyết đang bay phất phới đầy trời lượn vòng tới, rất nhanh kết thành một bức tường màu trắng hơi mờ, tản mát ra ánh sáng âm u, vô số phù văn màu trắng bay lượn phía trên, bên trong bức tường lưu động từng đạo bạch quang như ẩn như hiện. Oanh 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 oanh, bốn tiếng nổ liên tiếp, Tiên khí của bốn người hô ngôn đạo nhân bổ vào trên tường băng, run lên bần bật, mặt ngoài tường băng hiện ra từng vết rạn, sau đó đồng thời vỡ vụn ra, biến thành tảng băng đầy trời. Nhưng bốn kiện tiên khí cũng bị phản chấn quay về, miệng tiêu tấn hàn nhanh chóng tụng niệm, bạch quang quanh thân đại phóng, những bông tuyết đang bay đầy trời trong nháy mắt hội tụ về một chỗ, trong khoảnh khắc biến thành một băng cầu màu trắng to chừng vài chục trượng, đông cứng bản thân y cùng chiếc lồng da màu vàng lại. Bị băng cầu đông lại, kim quang do lồng da màu vàng tản mát ra lập tức bị ngưng kết, mấy cây xích màu đen kia cũng bị đông kết lại giống như vậy, không thể nhúc nhích. Phong thiên đô nhướng mày, lập tức bấm tay một cái. Một thanh phi kiếm đen kịt bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang cầu vòng màu đen dài chừng 10 trượng, hung hăng bổ vào phía trên băng cầu. Lập tức oanh một tiếng nổ mạnh, băng cầu chấn động mạnh một cái, mặt ngoài bị chém ra một nhát, vết kiếm dài chừng vài chục trượng, nhưng cũng không sâu. Tuy nhiên kiếm quang màu đen cũng bị phản chấn ngược lại, quang mang tiêu tán, lại hóa thành chuôi phi kiếm màu đen hình con rắn, quay tròn liên tục trên đỉnh đầu phong tiên đô. Mặt ngoài phi kiếm xuất hiện một ít băng tinh màu trắng, kiếm quang màu đen tản mát ra có chút tán loạn, tựa hồ linh tính bị hao tổn một chút. Phong thiên đô nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, phất tay phát ra một đạo hắc quang, chui vào trong phi kiếm. Thân kiếm vặn vẹo như một con linh xà, run rẩy ông ông, rất nhanh chấn vỡ băng tinh màu trắng trên thân kiếm, khôi phục lại trạng thái bình thường. Bóng người chấp động, Phong Thiên Đô, Tề Thiên Tiêu, còn có đám người hô ngôn đạo nhân, và những tồn tại cấp chân tiên kia đều bay tới, với tiêu tấn hàn vào chính giữa. Mà ba người Âu Dương Khuê Sơn thấy một màn trước mắt, ngay cả việc tiêu tấn hàn bị nhốt cũng không lộ ra vẻ dị sắc, cũng không có ý định ra tay cứu giúp, thân hình nhao nhao bay đến không chung, nhìn ra xung quanh, giống như đang cảnh giới vậy. Rất tốt, rất tốt, trừ các ngươi, còn có người thương lưu cung nữa. Lúc ta đang trên đường tới đây, là Thanh Hải mượn cớ điều người của ta đi, xem ra cũng là sớm dự mưu rồi sao không kêu cùng ra đi bên trong băng cầu tiêu tấn hàn nhìn đám kim tiên chung quanh trên mặt không lộ ra chút nào sợ hãi nhàn nhạt nói ra mọi người nghe vậy đều giật mình khẽ hắc hắc tiêu cung chủ xem ra đã hiểu lầm kỳ thật lần này chúng ta cũng là tạm thời nảy lòng tham chưa kịp thương lượng cùng thương lưu cung lạc cung chủ bất quá xem ra cũng là thiên ý lạc cung chủ lại hỗ trợ mang những thủ hạ kia đi cái này là niềm vui ngoài ý muốn rồi miễn cho chúng ta không ít phiền toái. Tề Thiên Tiêu cười hắc hắc một tiếng, nói ra, Tiêu Tấn Hàn, từ khi ngươi chấp trưởng Bắc Hàn Tiên Cung, làm điều ngang ngược, vì thỏa mãn ham muốn của bản thân, tùy ý điều động lực lượng Tiên Cung, gia tăng hãm hại tất cả các thế lực lớn. Hãm hại Trúc Long Đạo, bây giờ lại muốn làm tan dã phục lăng tông chúng ta, thật có thể nói là lòng muông giả dạ thú. Hôm nay nơi đây, chính là ngày rỗ của ngươi, trong mắt Phong Thiên đồ hiện lên vẻ băng lãnh, chậm rãi nói ra mắt những những người khác đều hiển lộ sát cơ, gắt gao nhìn chầm chầm vào tiêu tấn hàn. Hừ, ta chính là cung chủ Bắc Hàn tiên cung, chịu sự thụ phong của thiên đình, nếu như các ngươi dám cả gan đả thương ta, thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi Đến lúc đó phái xuống tuần tra sứ, các ngươi một tên đều trốn không thoát. Ánh mắt lạnh lùng của tiêu tấn hàn thấy cảnh này, cũng nhíu mày, trầm giọng nói ra. Đúng vậy, tại Bắc Hàn tiên vực thì chúng ta không dám động tới ngươi, chỉ tức giận không dám nói gì. Nhưng nơi này chính là Minh Hàn Tiên phủ, giết người ở chỗ này, hủy thi diệt tích, lại có người nào biết được. Hồ môn đạo nhân biến thành Hắc Tu lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra: "Chương 482, xem tiếp đi. Các hạ là người phương nào? Hình như trước đây ta và ngươi chưa từng gặp mặt, nói gì đến việc thụ oán, chắc hẳn là đạo hữu đã thay đổi dung mạo, không phải là hình dáng thật rồi. Lấy tu vi của các hạ, cũng không dám dùng chân diện mục thật của mình, chẳng biết có mưu đồ gì?" Ánh mắt tiêu tấn hàn đảo qua, nhìn về phía hô ngôn, nói chậm rãi. Thấy tiêu tấn hàn nói vậy, tất cả mọi người cũng đều giật mình, nhìn về phía hô ngôn. Vân nghe ở bên cạnh cũng bị rất nhiều ánh mắt soi mói nghi ngờ. Vẻ mặt hô ngôn không biến đổi, cười hắc hắc một tiếng, không có ý định trả lời. Chư vị đạo hiếu, hôm nay tiêu tấn hàn đã đến bước đường cùng, không nên để hắn dùng lời nói khiêu khích, hẳn là cố ý muốn kéo dài thời gian. Bà lão tóc bạc của Nam Lê Tộc nói ra, âm thanh gay gắt, có chút chói tai. Đúng vậy, tất cả mọi người cùng ra tay nào, không để cho hắn sống, Bắc Hàn thiên vực mặc dù không nhỏ nhưng nếu để hắn chạy thoát, chúng ta cũng khó có đất dung thân. Ánh mắt Phong Thiên Đô lóe lên, trầm giọng quát, vừa dứt lời, mọi người đều khẽ dùng mình, trong mắt sát khí nồng đậm thêm vài phần. Phong Thiên Đô hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, cả người đại phóng hắc quang khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một linh vực màu đen cỡ năm sáu chục trượng, bao phủ Tiêu Tấn Hàn vào trong một cỗ pháp tắc giam cầm cường đại tỏa ra, mọi thứ trong không gian linh vực đều bị giam cầm, không thể động đậy. Đám người hô ngôn không kịp đề phòng, thân thể cũng bị siết chặt lại, dường như có một lực lượng vô hình khóa lại toàn thân, muốn nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng vô cùng chậm chạp. Nhưng cảm giác này chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm cùng nhìn vào ánh mắt phong thiên đô, trong lòng đều có chút sợ hãi. Trong sơn động, Hàn Lập ở cách rất xa nơi giao chiến, nên không bị ảnh hưởng của linh vực màu đen, nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt chấn động pháp tắc tỏa ra. Linh vực này còn lớn hơn một chút so với linh vực của Cử Linh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, diện tích linh vực cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thực lực của tu sĩ, bởi vậy có thể nhìn ra Phong Thiên Đô có thực lực nhỉnh hơn Cử Linh một chút. Bị linh vực của Phong Thiên Đô bao phủ, bạch quang trên người Tiêu Tấn Hàn liền ảm đạm, hào quang bên trong băng cầu màu trắng cũng chấn động, suy yếu nhiều. Vẻ mặt Tiêu Tấn Hàn có chút khó coi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay. Trên người tề thiên tiêu đại phóng quang mang, khuếch tán ra chung quanh, trong tích tắc hình thành một cái linh vực mờ tối. So với linh vực của phong thiên đô thì linh vực hôi sắc này nhỏ hơn không ít, ở bên trong ánh sáng hôi sắc mơ hồ có chút khô héo, khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối. Không gian trong linh vực chấn động liên hồi hiện lên những gợn sóng, tựa hồ muốn ăn mòn tất cả mọi thứ. Tầng linh vực này nhanh chóng lan ra bao phủ cả tiêu tấn hàn và những người khác vào trong, nhưng chỉ có tiêu tấn hàn bị ảnh hưởng, những người khác lại không hề hấn gì. Khi thả ra linh vực, chủ nhân của nó có thể thoải mái điều khiển lực lượng pháp tắc bên trong, khiến cho đồng minh của mình không bị ảnh hưởng. Mặt khác là do tu vi của hắn kém hơn phong thiên đô khá nhiều, những người khác đều có tâm tư đề phòng, tự nhiên thúc giục lực lượng pháp tắc của bản thân để tự bảo vệ. Cùng lúc, ánh mắt hồ môn chấp động, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người đại phóng hồng quang, hiện ra từng đạo hỏa diễm đỏ thấm, bùng cháy hừng hực. Một tiếng soạt, hào quang đỏ thấm đột nhiên bắn đi, tỏa ra khắp chung quanh, hình thành linh vực hỏa diễm, bao trùm tiêu tấn hàn. Bà lão tóc bạc nam lê tộc phung lên cây quải trượng màu vàng, trên người cũng hiện ra ánh sáng đỏ thấm khuếch tán ra chung quanh tạo ra linh vực hỏa diễm chụp xuống người tiêu tấn hàn. Ngoài bốn người này, những kim tiên khác cô thả ra linh vực mà lấy ra tiên khí linh bảo, tập trung lại thành một mảnh cực lớn hồng lưu tiên khí, ầm ầm đánh về phía tiêu tấn hàn. Bị nhốt ở bên trong, lại bị bốn cái linh vực ảnh hưởng, vẻ mặt y trở nên chăm chú, linh quang trên người cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng khi đối mặt với thế công từ bốn phương tám hướng, sắc mặt y không chút sợ hãi, bạch quang trong mắt cuồn cuộn, biến thành hai vòng xoáy màu trắng, cuộn tròn không ngừng. Trên người y hiện ra một tầng bạch quang dày đặc tỏa ra chung quanh, liền hóa thành một cái linh vực màu trắng, diện tích rất lớn, còn nhỉnh hơn một chút so với linh vực của phong thiên đô. Ở trong linh vực, từng đợt hàn phong màu trắng gào thét, bông tuyết bay tán loạn, khắp nơi tràn ngập khí tức rét lạnh thấu xương bị linh vực màu trắng bao phủ, thân thể phong thiên đô run lên bần bật, giang va vào nhau cồm cộp cho dù là thân thể, tiên linh lực hay là thần hồn đều bị một cỗ lực lượng băng hàn đông cứng lại. Phong thiên đô vận chuyển lực lượng pháp tắc trong người, bao trùm toàn thân, chống cự lại cỗ pháp tắc băng hàn này. Nhưng tu sĩ chân tiên thì không ngăn chặn được, trên những người này lóe lên bạch quang, hiện ra một tầng băng tinh màu trắng, chỉ trong chớp mắt đều biến thành tượng băng. Tiên khí linh bảo đang ẩm ẩm đánh tới cũng hiện ra một tầng băng tinh, rồi đông cứng lại hóa thành khối băng ngoài tiên khí của mấy vị kim tiên còn lại đều mất hết linh tính rơi xuống đất đối mặt với linh vực của tiêu tấn hàn tu sĩ chân tiên của phục lăng tông dối giết phóng ra linh quang hộ thể tuy không bị đông cứng thành tượng băng nhưng cũng bị thương không nhẹ dù vậy vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ của mình vài tên chân tiên của nam lê tộc tu vi kém hơn thì không tốt như vậy có một tu si chân tiên tu vi yếu kém nhất bị khí lạnh xâm lấn lập tức đoạn tuyệt khí tức đến nguyên anh cũng không kịp thoát chết tức tươi Vẻ mặt bà lão biến đổi, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu đỏ, bao trùm mấy tên chân tiên lôi ra khỏi linh vực. Phong Thiên Đô cũng phất nhẹ tay áo, một đạo hắc quang bao trùm đám chân tiên phục lăng tông đưa ra bên ngoài. Đây là so đấu lĩnh vực pháp tác giữa nhưng tu sĩ đẳng cấp cao, số người nhiều hay ít đã không còn ý nghĩa. Sự việc phát sinh chỉ trong nháy mắt, mặt ngoài tiên khí của mấy tên kim tiên cũng hiện lên băng tinh màu trắng, tốc độ uy lực liền giảm mạnh, nhưng vẫn cố gắng đánh về phía Tiêu Tấn Hàn. Ầm ầm ầm, Vài kiện tiên khí oanh kích lên băng cầu màu trắng quanh người Tiêu Tấn Hàn, băng cầu hơi lắc lư một chút rồi trở lại bình thường. Tiêu Tấn Hàn không quan tâm đến tình huống bên ngoài, miệng khẽ lẩm nhẩm, hai mắt chấp động linh quang, bảy tám sợi tơ màu trắng lăng không hiện ra, bay lên cuộn một vòng, nhưng không công kích đám người Phong Thiên Đô, mà quấn chặt lấy mấy sợi xiềng xích màu đen. Mấy sợi xiềng xích màu đen hiện ra một tầng bạch quang, tiếp tục sử dụng lực lượng pháp tác giam cầm áp chế lại hai tay tiêu tấn hàn nắm chặt mấy sợi xiềng xích màu đen kéo ra mạnh mẽ một tiếng ầm 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 những sợi xiềng xích màu đen thình lình bị rút ra mấy sợi xiềng xích màu đen bị bước ra khỏi cơ thể sắc mặt tiêu tấn hàn liền dễ nhìn hơn một chút không thẹn là cung chủ bắc hàn tiên cung thân ở trong linh vực mà vẫn dễ dụa thoát được trói buộc của cách nguyên pháp liên trong tay ta nhưng dù người có ngoan cường thế nào hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ phong thiên đô cười lạnh một tiếng khẽ nhấc một tay lên mấy sợi xiềng xích màu đen bay về chui vào trong tay áo lão. Đồng thời khi cánh tay kia nhấc lên, năm ngón tay mở ra. Trong phút chốc, lão thổi phù một hơi vào năm đầu ngón tay, liền bắn ra năm đạo hắc quang. Năm đạo hắc quang điên cuồng đón gió lớn gấp mấy lần, phát ra một tiếng nổ vang trời, hóa thành một vòng xoáy đen kỳ cỡ mấy trượng, quay tròn điên cuồng. Trong vòng xoáy phát ra một cỗ chấn động pháp tắc to lớn, làm ai cũng kinh hãi. Phong Thiên Đô khẽ quát một tiếng, một tay điểm nhẹ vào vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen lập tức xoay tròn bắn đi với tốc độ rất cao, nhoáng một cái đã xuất hiện trước người tiêu tấn hàn. Vòng xoáy màu đen bỗng nhiên phồng lên xẹp xuống rồi mạnh mẽ nổ tung. Tiếng nổ lớn phát ra xùy xùy, vòng xoáy biến thành vô số đạo hắc quang bắn ra, đập vào băng cầu màu trắng quanh người tiêu tấn hàn. Đúng lúc này, sau lưng tiêu tần hàn lóe lên ánh sáng hôi sắc, hiện ra một cự trưởng to như một căn phòng, lòng bàn tay tản mát ra hào quang khô héo, tỏa ra khí thức ăn mòn nồng nặc rồi đột nhiên chụp xuống tề thiên tiêu chính là người đánh ra cự trưởng này thân hình gã thình lình xuất hiện sau lưng tiêu tấn hàn vẻ mặt lạnh lùng cùng lúc này hai bên trái phải của tiêu tấn hàn lóe lên hồng quang hiện ra thân hình hô ngôn cùng bà lão tóc bạc chia ra thúc giục một thanh cự kiếm đỏ thấm cùng một đầu long ảnh hỏa diễm hai người đều tỏa ra một cỗ pháp tác hỏa diễm mạnh mẽ oanh kích lên băng cầu màu trắng ầm 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 trong hào quang bắn ra một đạo nhân ảnh đúng là tiêu tấn hàn nhưng quần áo trên người y rách nát nửa người đẫm máu trông cực kỳ khổ sở nhưng đúng lúc này hư không trước mặt y chấn động hiện ra vòng xoáy đen kịt giống như một cái miệng lớn đen ngòm nuốt lấy thân thể y thân thể tiêu tấn hàn lập tức ngừng lại không tự kiềm chế được bị cuốn vào trong vòng xoáy màu đen ta nói rồi hôm nay ngươi sẽ phải chết bóng người nhoáng một cái thân hình phong thiên đô lăng không hiện ra một tay phất lên ông trong tay lão bắn ra một đạo kiếm ảnh màu đen khổng lồ tỏa ra kiếm quang rét thấu xương chém xuống đầu tiêu tấn hàn một tiếng xoẹt xoẹt vang lên, thân thể tiêu tấn hàn đã bị cắt thành hai nửa. Ai ra, cái tên dâu bạc này thật đáng thương, vậy là bị giết chết rồi. Nguyên anh của hắn có lẽ vẫn còn, không thể lãng phí được, ta đi đoạt lấy. Xa xa trong sơn động, thân thể kim đồng động đậy, muốn bay ra ngoài. Đừng đi, hai mắt hàn lập chấp động lam mang, một tay duỗi ra nhanh như chấp, túm ngay được bím tóc nhỏ màu vàng của kim đồng. Ai, không phải đã nói, nguyên anh kim tiên sẽ cho ta sao? Kim Đồng lẩm bẩm có chút không hiểu, muốn thoát khỏi Hàn Lập, nhưng hắn không có ý định bỏ tay ra. Đừng nóng này, xem tiếp đi, kịch hay giờ mới bắt đầu đấy. Hàn Lập nói ra chậm rãi. Trong sơn cốc, Phong Thiên Đô nhìn hai đoạn thân thể của Tiêu Tấn Hàn, nét mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc liền biến mất vô tung. Thân thể tàn phế bị chém làm hai nửa của Tiêu Tấn Hàn, lại không có nguyên anh bay ra, chỉ thấy lóe lên bạch quang, biến thành hai khối tượng băng sáng long lanh óng ánh. Một tiếng lạch cạch vang lên, băng điêu vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm bạch quang, dung nhập vào bốn phía trong linh vực màu trắng. chương 483, Vực Linh, ngay khi tượng băng vỡ vụn ra, hư không bên trên một vách núi cách bốn người phong thiên đô gần một dặm bỗng tự nhiên sinh ra một đoàn bạch quang cuộn tròn liên tục, chung quanh nó tỏa ra chi chít những bông tuyết bay múa đầy trời. Những bông tuyết này tụ lại với nhau rồi ngưng kết lại, trong tích tắc hóa thành khối băng hơn một trường. Khối băng bỗng nhiên nổ tung, thân ảnh tiêu tấn hàn hiện ra, Sắc mặt lộ vẻ tái nhợt hơn so với lúc trước. Tựa hồ nguyên khí bị hao tổn không ít, nhưng linh vực được y thả ra vẫn chưa tiêu tán. Lúc này nếu quan sát kỹ, có thể thấy ở sát người y vẫn duy trì bạch quang, nó đã trở nên nồng đậm giống như thực chất, tạo thành một vòng bảo vệ trong suốt óng ánh, ngăn cản lực lượng linh vực của bốn người Phong Thiên Đô xâm nhập vào. Phong Thiên Đô nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết kiếm quyết. Trước người lão, cự kiếm màu đen lập tức thay đổi phương hướng, thân kiếm mở đi một cái biến thành vô số đạo kiếm ảnh màu đen với khí thế phô thiên cái địa bắn rất nhanh về phía tiêu tấn hàn. Lúc này đám người tề thiên tiêu, hồ ngôn cũng vội vã quay lại đuổi theo, hai tay liên tục thúc giục pháp quyết. Âm âm âm, hư không chấn động, một cự trưởng lập lè hôi quang, một thanh hỏa kiếm to lớn, còn có một đầu hỏa long đỏ rực, tất cả với thanh thế càng thêm kinh người, gào thét lao về phía tiêu tấn hàn. Trong linh vực băng tuyết của Tiêu Tấn Hàn có mấy gã kim tiên bản thân không có linh vực nên hành động chịu chế ngự rất lớn, lúc này đã không theo kịp bốn người kia. Tuy sắc mặt tiêu tấn hàn trắng bệch nhưng khuôn mặt không có vẻ gì bối rối, đột nhiên thân hình y hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng xuống phía dưới, lóe lên một cái đã xuất hiện trên mặt đất, sau đó đứng im, ngẩng đầu nhìn bốn người phong thiên đô. Bầu trời phía trên đỉnh đầu tiêu tấn hàn giờ đã tràn ngập linh quang, trong tiếng gió gào thét, kiếm ảnh và cự trưởng cuồn cuộn tràn tới với khí thế bài sơn đảo hải trục xuống đầu y. Vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm vang lên rất lớn từ dưới mặt đất truyền đến, khiến cho toàn bộ mặt đất run lên bần bật. Một màn quỷ dị hiện ra, Tiêu Tấn Hàn vẫn đứng bất động tại chỗ, một thân áo bảo trắng không gió mà bay phất phới. Mặt đất sau lưng y bỗng nhiên chấn động, từ dưới mặt đất mọc lên một cột đá màu trắng cao vài chục trường. Dị biến vẫn tiếp tục, bốn tiếng nổ ầm 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 Vang lên liên tiếp, bốn cột đá màu trắng khác cũng từ dưới đất mọc lên, tạo thành một vòng tròn, vây quanh Tiêu Tấn Hàn. Cả năm cột đá trắng như tuyết, giống như được chế tạo từ băng, từ trên xuống dưới đều khắc vô số hoa văn quái dị trên cột đá còn được khảm nạm rất nhiều khối bảo thạch màu trắng sáng lấp lánh tựa như những con mắt đang chớp chớp liên tục ầm um, đột nhiên năm cột đá đại phóng bạch quang liên kết với nhau vào một chỗ hình thành một cái quang cháo màu trắng bao phủ thân thể tiêu tấn hàn ầm um, ầm um, ầm um, những đòn công kích của bốn người phong thiên đô ầm um, ầm um đánh tới dồn dập đập vào quang cháo màu trắng bắn ra vô số chùm sáng đủ mọi màu sắc vô cùng chói mắt quang cháo lắc lư vạn vẹo liên hồi vô số phù văn bên ngoài lượn lờ quay cuồng, tựa hồ chỉ một chút nữa là vỡ vụn nhưng vẫn chịu đựng được. Bốn người phong thiên đô nhìn thấy cảnh này đều khẽ giật mình. Ở sơn động phía xa, khi Hàn Lập thấy tiêu tấn Hàn xuất sắc thoát được linh vực do bốn gã kim tiên danh tiếng cùng hợp lực thực hiện nhưng vẻ mặt hắn không hề lộ ra dị sắc. Dù sao tiêu tấn Hàn dám đơn thương độc mã tới đây, tất nhiên là đã chuẩn bị rồi, y lại là người đứng đầu Bắc Hàn tiên cung, ẩn giấu chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng lúc nguy hiểm cũng là điều bình thường. Khi hắn nhìn thấy chung quanh tiêu tấn hàn đột nhiên mọc lên những cột đá màu trắng, thì rốt cục cũng động dung, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Năm cột đá màu trắng lắc lư nhẹ nhàng, tản mát ra linh quang trói mắt cùng vô số phù văn màu trắng như những bông tuyết ảo ảo sáp nhập vào linh vực băng tuyết của tiêu tấn hàn. Linh vực băng tuyết rung động, lóe lên, nhanh chóng phình ra, trong nháy mắt to lớn gấp hai lần. Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm cho hàn lập cũng biến sắc, không ngờ hắn và kim đồng ở trong sơn động cũng bị linh vực băng tuyết bao bọc lại, không chỉ có Hàn Lập, ở xa xa mấy tên chân tiên của Phục Lăng tông, Nam Lê tộc và cả ba người Âu Dương Khuê Sơn trên cao bóng chốc đều bị bao phủ trong linh vực băng tuyết. Linh vực băng tuyết này không chỉ to ra, mà hàn khí lưu chuyển bên trong cũng ngưng thực cực nhanh. Những bông tuyết hàn phong không chỉ lớn hơn, dày gấp mấy lần, mà lực lượng pháp tắc hàn băng trong đó cũng đột nhiên tăng gấp bội. Trong phạm vi linh vực, vách sơn cốc lập tức bị phủ kín bởi một tầng băng dày đặc, trên mặt đất cũng phủ đầy tuyết trắng. Trong phạm vi trăm dặm quanh sơn cốc, chỉ tích tắc đã biến thành một thế giới băng tuyết trắng xóa. Trong hư không trên sơn cốc thình lình cũng xuất hiện từng tảng băng, tựa như hư không cũng như bị đông cứng. Thân hình đám người phong thiên đô bỗng lóe lên bạch quang, một tầng băng tinh hiện ra, trong tích tắc bao phủ toàn thân bọn họ. Trong nháy mắt, cả bọn bị đông lại, biến thành tượng băng. Ở phía xa những tên chân tiên kia càng không chịu nổi, lúc trước đã được vài tên kim tiên cứu ra khỏi linh vực của tiêu tấn hàn, vừa mới loại bỏ được băng tinh trên người thì trên thân họ lại lóe lên bạch quang, lập tức bị biến thành tượng băng ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng bị giữ nguyên nhưng sau đó bên trong tượng băng phong thiên đô và mấy tên kim tiên bắt đầu nổi lên quang mang đủ mọi màu sắc rầm 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 băng tinh trên người họ lần lượt bị chấn nát thân hình lần lượt hiện ra sắc mặt ai cũng trắng bệch ở trên cao ba người âu dương khuê sơn cũng chẳng quan tâm tới việc canh gác nữa chấn vỡ băng tinh trên người rồi bay xuống bên cạnh đám người phong thiên đô Đám người Phong Thiên Đô còn có thể chống đỡ được nhưng đám chân tiên thì không chịu được. Khí tức mấy gã chân tiên trong tượng băng nhanh chóng biến mất, lúc này đã không còn chút khí tức, bị đông cứng mà chết. Nhìn thấy cảnh này, đám người Phong Thiên Đô vô cùng giận dữ, nhưng cũng đành mặc kệ mấy tên chân tiên đó. Năm cái cột này là cái gì, lại có thể tăng cường lực lượng linh vực? Hơn nữa không biết là hắn đã bố trí những cột đá này từ lúc nào nữa. Tề Thiên Tiêu không khỏi kinh hãi hỏi, những người khác cũng chỉ biết nhìn nhau hiển nhiên cũng chẳng biết lai lịch những cây cột này. Phong Thiên Đô cũng trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không biết nhiều lắm về những cây cột này. Tuy bọn họ đông người nhưng bây giờ khí thế mơ hồ như bị đè ép xuống. Chỉ bằng một chút mưu mô của các ngươi, chẳng lẽ cho rằng bản cung chủ không phát hiện được sao? Ta chỉ là tương kế tựu kế, muốn dẫn xà xuất động mà thôi, làm một mẻ lưới hốt trọn bọn ngươi. Hôm nay kẻ chết ở đây không phải ta mà là các ngươi. Từ trong năm cột đá màu trắng truyền ra âm thanh của tiêu tấn hàn, giọng nói ngập tràn sự hung ác. Đám người phong thiên đô nghe vậy, sắc mặt đều khẽ biến. Đúng lúc này, toàn bộ linh vực băng tuyết tiếp tục quay cuồng ầm ầm, ngày càng sáng chói, áp chế linh vực ba màu đang tràn ngập hư không xuống. Hiện giờ trong mắt mọi người chỉ còn thấy linh vực băng tuyết. Sắc mặt bốn người phong thiên đô vô cùng khó coi, vội vàng thúc giục công pháp, với ý định tăng cường uy lực linh vực để ngăn cản lại lượng lực pháp tác băng giá này nhưng không đạt hiệu quả gì. Không có khả năng, cấm chế này không thể tự nhiên lại tăng cường uy lực linh vực của Kim Tiên đến mức này được, uy lực của cái linh vực băng tuyết này quả thực đã đến. Phong Thiên Đô trao mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão nói chưa dứt lời, trên hư không của năm cột đá bỗng lóe lên, hiện ra một quang đoàn màu trắng, tỏa ra bạch quang rực rỡ. Trung quanh hiện ra từng đạo bạch quang, hội tụ vào quang đoàn màu trắng. Lập tức quang đoàn nhanh chóng biến lớn, trong tích tắc thình lình biến thành một bóng hình màu trắng cao vài chục trượng. Bóng hình này nửa trên là người, nửa dưới là một màn xương trắng mơ hồ, quay cuồng không nhìn ra hình dạng gì, toàn thân tỏa ra khí tức pháp tắc mãnh liệt. Vực linh linh vực của hắn quả nhiên đã tăng tới tầng thứ ba hóa linh cảnh. Phong Thiên Đô biến sắc, trầm giọng nói. Những người khác nghe vậy, vẻ mặt đều lộ vẻ kinh hoàng. bóng người màu trắng dương hai mắt trong veo linh động nhìn đám người Phong Thiên Đô không khác gì đám người bình thường. chỉ thấy nó vung hai tay lên, linh vực ở gần đó liền quay cuồng dữ dội, vô số bông tuyết cùng hàn phong lượn vòng hội tụ đến che lấp thân thể nó trong nháy mắt một luồng khí lạnh màu trắng khổng lồ nổi lên như một cơn sóng thần ngập trời cuốn đến đám người phong thiên đô luồng khí lạnh khổng lồ chưa tới mà một cỗ pháp tắc hàn băng đáng sợ đã ầm ầm đến có phạm vi cực lớn căn bản không thể né tránh hư không phía trước xoẹt một tiếng từng tảng băng màu trắng hiện ra cả phía hư không đều bị băng tinh màu trắng đông cứng lại đám người phong thiên đô cũng bị đông cứng trong đó cả đám hét lớn một tiếng trên người tỏa ra quang mang đủ màu sắc dầm một tiếng băng tinh trên người bị chấn vỡ vực linh có thể điều khiển lực lượng pháp tác trong linh vực tình thế không ổn rồi trừ vị tung hết sức ra đi nhanh phong thiên đô hét lớn một tiếng một tay phất lên luồng kiếm khí màu đen bắn ra quay tít một vòng vô số kiếm ảnh màu đen giống nhau như đúc hiện ra tụ lại một chỗ hóa thành một vùng kiếm hải nhỏ màu đen đánh về phía luồng khí lạnh những người khác cũng lập tức lấy ra từng kiện tiên khí tỏa ra hào quang ngút trời hội tụ cùng kiếm hải màu đen hình thành một dòng nước lũ khổng lồ đánh về phía luồng khí lạnh màu trắng ở sơn động phía xa hàn lập và kim đồng bị ảnh hưởng còn sót lại của luồng khí lạnh màu trắng lan đến toàn thân bị bao phủ bởi một tầng băng tinh màu trắng biến thành hai tượng băng một cỗ lực lượng pháp tắc hàn băng lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể cả người hàn lập liền tê liệt đau đớn kinh mạch trong cơ thể và tiên linh lực trong đan điền như bị đông cứng thành băng vậy vận chuyển lập tức bị chậm lại gấp bội thật là lợi hại trong lòng hắn cảm thán một tiếng Trước đây hắn cũng đã từng giao thủ với băng pháp tắc, hồi đó gặp hàn khâu ở hắc phong hải vực cũng tu luyện hàn băng pháp tắc. Tuy nhiên, so với tiêu tấn hàn thì pháp tắc của hàn khâu chẳng khác gì đom đom so với mặt trăng, căn bản không cùng đẳng cấp. Đang cân nhắc, trên người hàn lập lóe lên kim quang, hiện ra một tầng quang cháo màu vàng, bao phủ toàn thân. Một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc chảy bên trong quang cháo màu vàng, lập tức ngăn cách hơn phân nửa lực lượng pháp tắc hàn băng xâm nhập vào. Cùng lúc đó, thân thể của hắn rung một cái, Tuôn ra một cỗ cự lực chấn vỡ băng tinh quanh người, sắc mặt khôi phục bình thường, cũng cô bị chút thương tích gì. Tuy pháp tắc hàn băng của Tiêu Tấn Hàn lợi hại nhưng thân thể hắn vô cùng cứng cỏi, trong thời gian ngắn không thể tạo thương tổn gì cho hắn. Ở bên cạnh, trên người kim đồng lóe lên kim quang, băng tinh bên ngoài cũng vỡ vụn, hiện ra thân hình. Ánh mắt nó nhìn về năm cột đá phía xa, khuôn mặt nhỏ nhắn siết chặt, trong mắt nổi lên lửa giận cuồn cuộn. Thân thể kim đồng cũng vô cùng cứng cỏi, còn hơn cả Hàn Lập. Tất nhiên pháp tác hàn băng chẳng thương tổn được nó, chỉ là pháp tác hàn băng xâm nhập cơ thể cũng làm nó đau đớn khó chịu một lúc. Sau một khắc, trên người Kim Đồng đại phóng kim quang, thân hình trở nên mờ nhạt. Kim Đồng, đợi, Hàn Lập muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, chữ đợi chưa ra khỏi miệng, thân hình nó đã biến mất vô tung. Lông mày hắn nhíu chặt, giẫm chân một cái, thân hình nhoáng cái cũng tiêu thất tại chỗ. Chương 484, Liên Thủ Ngự Linh, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời hồng lưu tiên khí do đám người phong thiên đô phóng ra và hàn chiều màu trắng va vào nhau cực mạnh, tạo ra tiếng nổ rung trời, văng ra những chùm sáng chói lóa, che mờ tất cả cảnh vật chung quanh. Toàn bộ sơn cốc dung chuyển lắc lư kịch liệt, trên vách đá, lớp băng cứng trên mặt đất và mỏm đá đều bị nứt ra, tạo thành các vết nứt răng đầy như mạng nhện. May mắn sơn cốc này được linh vực do tiêu tấn hàn ngưng tụ ra đóng băng đông cứng lại, chắc chắn vô cùng. Nếu không với lực trùng kích đáng sợ như vậy thì nó đã sụp đổ, biến thành bột mịn rồi. Tuy vậy, khắp nơi trong sơn cốc bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, không còn chống đỡ được lâu nữa. Hàn chiều màu trắng rung động mạnh rồi tan vỡ, lại biến thành gió lạnh hoa tuyết đầy trời, phiêu tán ra khắp bốn phương tám hướng. Thân hình đám người phong thiên đô cũng run lên bần bật, hồng lưu tiên khí tán loạn, trên mỗi kiện tiên khí thỉnh thỉnh có một tầng băng cứng dày đặc, linh quang ảm đạm. Đúng lúc này, trong gió lạnh hoa tuyết đầy trời bỗng hiện ra một cái bóng trắng, chính là vực linh màu trắng kia. Nó đánh thẳng vào một lão giả Kim Tiên mập mạp của Phục Lăng tông ở gần nhất. Đầu ngón tay của vực linh màu trắng lóe lên bạch quang, các ngón mối bên bất ngờ dài ra thành năm cái móng vuốt dài ngoằng, cỡ vài thước, tựa như năm thanh kiếm sắc nhọn. Tay trái của nó như tia chớp chụp xuống đầu lão giả Kim Tiên. Lão giả Kim Tiên mập mạp biến sắc, thân hình tròn vo bắn ngược ra sau, đồng thời há miệng phun ra một thanh phi đao đỏ rực, quay tít một vòng, rồi phóng to gấp mấy lần. Trên thân đao khắc họa một đồ án Phượng Hoàng rất sống động tỏa ra hồng quang chói mắt. Một tay lão giả thúc dục pháp quyết, con phượng hoàng kia tựa như sống lại, hai cánh đập mạnh, phảng phất như muốn vỗ cánh tung bay, toàn thân rực sáng hồng quang. Một tiếng phụt phụt vang lên, từng ngọn hỏa diễm kim sắc hiện ra trên phi đao, hóa thành một hư ảnh hỏa diễm phượng hoàng, tản mát ra một cỗ pháp tắc hỏa diễm to lớn, chém vào vực linh màu trắng. Vực linh màu trắng không né tránh, đột nhiên tay phải nó đại phóng bạch quang, nhoáng một cái túm thẳng vào phi đao trong hỏa diễm. Phượng Hoàng hỏa diếm trên phi đao lập tức thét lên một tiếng, ầm ầm tan vỡ, biến mất không còn tâm tích. Thân đao bị tay của vực linh màu trắng túm chặt, bề mặt hiện ra một tầng băng tinh màu trắng dày, không thể nhúc nhích, linh tính dường như đã biến mất hoàn toàn. Lão Kim Tiên mập mạp thấy vậy, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Thanh phi đao màu đỏ này nhìn thì bình thường nhưng thực tế là một kiện trọng bảo được lão giấu kỹ. Nó là do năm xưa lão vô tình tìm được một bộ hài cột chân linh phượng hoàng mà luyện chế thành, có thể phát động ra chân viêm phượng hoàng có uy lực cực lớn. Lão không nghĩ tới chỉ bị một cái phất tay của vực linh thôi đã tan vỡ. Tay trái vực linh màu trắng tiếp tục phóng ra như tia chớp, năm vệt hàn quang bạch sắc bay ra, tốc độ cực nhanh, thoáng mơ hồ một cái đã xuất hiện trước người lão giả Kim Tiên, mạnh mẽ chém xuống. Lão giả mập mạp kinh hoàng, hai tay vội xoa vào nhau một cái rồi vỗ lên người. Trên người lão chấp động hào quang, trong nháy mắt hóa thành vòng bảo hộ nhiều tầng với màu sắc khác nhau đồng thời thân hình lại nhoáng một cái tiếp tục bắn ngược về phía sau năm vệt hàn quang chém xuống vòng bảo hộ một tiếng xoẹt vang lên vòng bảo hộ mấy tầng như tờ giấy dễ dàng bị chém rách năm vệt hàn quang bạch sắc phản chiếu ánh mắt của tên kim tiên mập mạp đang tràn đầy vẻ kinh hoàng cẩn thận một đạo hôi quang ở bên cạnh bắn tới một tiếng bụp vang lên hóa thành một bàn tay lớn màu xám liên tục chụp tới chặn được bốn đạo hàn quang nhưng vẫn có một đạo hàn quang lọt qua bàn tay màu xám xẹt qua cánh tay trái của lão kim tiên mập mạp. Một tiếng phù phù, cánh tay trái của lão giả kim tiên bị chém rụng đến sát vai, biến thành một khối băng cứng rơi xuống đất. Miệng vết thương không hề chảy máu, đã bị một tầng băng tinh màu trắng đông cứng lại, rồi nó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Trong mắt lão hiện lên vẻ hoảng sợ nhưng phản ứng không chậm, lão lấy ra một tấm phù lục màu xanh, dán lên miệng vết thương. Phù lục màu xanh lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn lục quang bọc vết thương lại, băng tinh màu trắng đang lan tràn ra lập tức chậm lại lão giả dáng chống cự một chút tiếp tục bay ngược ra sau cách xa vực linh màu trắng vực linh màu trắng thấy thế trên người chớp động bạch quang tiếp tục đuổi theo gã kim tiên mặt ngoài bàn tay lớn màu xám kia sáng xá người hắc quang điên cuồng to lên gấp bội nhanh như tia chớp chụp tới thình lình túm được vực linh màu trắng ầm 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 lúc này một đại ấn màu trắng một cái ngọc hoàn màu xanh một thanh ngọc như ý màu xám nhanh như chớp phóng tới Chúng là từ ba tên kim tiên khác của Phục Lăng Tông vừa mới thi pháp phá vỡ được băng phong, xuất thủ cứu viện. Ba kiện tiên khí oanh kích mạnh mẽ lên vực linh màu trắng, thân thể vực linh nổ tứ tán, hóa thành những chùm sáng phiêu tán giữa không trung. Nhan trưởng lão, không sao chứ. Thân hình đề thiên tiêu lóe lên xuất hiện bên cạnh lão kim tiên mập mạp, bấm tay điểm một cái. Một tấm phù lục màu đỏ bay ra, tản mát ra pháp tác hỏa diễm nhẹ nhẹ, hóa thành một vòng hồng quang dung nhập vào cơ thể lão giả. Miệng vết thương bên vai trái của lão giả liền hiện ra một lớp hồng quang, nhảy múa không ngừng, lập tức chặn băng tuyết tập kích lại. Không sao, không nghĩ tới vực linh này lại lợi hại như vậy. Đa tạ tông chủ cứu giúp, sắc mặt lão đã tốt hơn một chút, vực linh có thể tùy ý điều động lực lượng pháp tắc bên trong linh vực, thực lực không thua gì bản thân tiêu tấn hàn, mọi người cẩn thận một chút, không lại chết oan uổng, sau này ta chưa chắc bảo vệ được các ngươi đâu. Tề thiên tiêu trầm giọng nói ra, những tên kim tiên khác của Phục Lăng Tông nghe vậy, Sắc mặt căng thẳng, nhưng lập tức thở nhẹ một hơi, vực linh màu trắng đã bị đánh chết rồi. Xem tình hình thả ra vực linh màu trắng thì thấy việc xuất ra mỗi một đầu vực linh hiển nhiên cũng không dễ dàng gì nên trong lòng họ cũng không quá mức sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, linh quang màu trắng do vực linh tan vỡ ra chợt sáng rực, nhanh chóng ngưng tụ lại. Bạch quang lóe lên, vực linh màu trắng lại hiện ra. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đám kim tiên biến sắc. Vực linh màu trắng phất một tay lên, bên trong linh vực gần đó gió lạnh hoa tuyết lại nổi lên, trong tích tắc ngưng tụ ra một luồng hàn chiều ngập trời, tựa như cơn sóng giữ cuốn lấy mọi người, thanh thế còn lớn hơn trước vài phần. Trong lòng mọi người run sợ, định lấy ra tiên khí ngăn cản, nhưng một bóng người mơ hồ hoa lên phía trước, hiện ra thân hình phong thiên đô. Vực linh không dễ dàng tiêu diệt như vậy, để ta chặn nó lại, các người đi phá năm cột đá kia. Khi phong thiên đô đang nói chuyện, toàn thân lão đại phóng hắc quang, linh vực màu đen quanh người tuôn ra vô số hắc khí. Miệng lão lẩm bẩm, mười ngón tay thúc dục pháp quyết, liên tiếp đánh ra phía trước, phát ra âm thanh ken két vang rền, từng sợi xiềng xích màu đen hiện ra. Hắc khí đầy trời ngưng tụ vào một chỗ, biến thành một ngọn núi màu đen khổng lồ, ngăn chặn sóng lớn hàn chiều lại. Một tiếng nổ mạnh ầm ầm, ngọn núi màu đen rung động lắc lư, xiềng xích hắc khí bên trong cũng run rẩy không ngừng, thậm chí không ít sợi còn bị đứt gãy, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được sóng lớn hàn chiều. Phong Thiên Đô nhìn vào hàn triều màu trắng, trong mắt chớp chớp hắc quang, bỗng nhiên nhấc tay vỗ vào ngọn núi màu đen. Ngọn núi màu đen lóe lên hắc quang, từng sợi xiềng xích màu đen bắn ra như tia chớp, chui vào sóng lớn hàn chiều, chó chặt thân ảnh màu trắng, đúng là vực linh kia. Những người khác thấy cảnh này, vẻ mặt buông lỏng, đều quay người bay vụt tới mấy cột đá. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ bên trong cột đá được quang cháo màu trắng bao bọc truyền ra. Quang cháo bỗng sáng ngời, vô số bạch quang ở chung quanh hội tụ lại, hóa thành một tấm lưới màu trắng to lớn, trùm xuống đầu mọi người. Từ trên tấm lưới bỗng nhiên tản mát một cỗ lực lượng pháp tắc hàn băng không thể diễn tả bằng lời. Mọi người đã sớm biết được sự lợi hại của pháp tắc hàn băng trong linh vực băng tuyết này, có thể đóng băng vạn vật, nếu bị tấm lưới này trùm tới, muốn thoát thân thì khó khăn vô cùng, không ai dám để. Cho nó tới gần, lập tức, thân hình bọn họ thoáng dừng lại, rồi phóng sang hai bên, cố gắng vòng qua lưới này. Tấm lưới trắng lé lên hào quang, mở rộng sang hai bên, trong nháy mắt to lên gấp mấy lần, chặn mấy gã lại. Đi, tề thiên tiêu khẽ quát một tiếng, há miệng thổi ra một đạo hôi quang, trong đó bất ngờ còn có bốn năm sợi tơ pháp tắc màu xám, chúng chui vào thanh ngọc như ý màu xám trước người. Thanh như ý màu xám chấp động hào quang, trong tích tắc to lên mấy chục lần, hào quang màu xám trên đỉnh lóe lên, hiện ra một con rắn màu xám, đỉnh đầu mọc ra một bướu thịt lớn, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Con rắn màu xám há miệng phun ra một làn xương mù màu xám nồng đậm, ngưng tụ thành bốn năm con rắn lớn màu xám. Đỉnh đầu những con rắn này cũng có bướu thịt, hai má dẹt lại, những cái vảy màu xám trên thân hiện lên từng đạo hoa văn màu xám, nhìn vô cùng đáng sợ. Đại mãng tỏa ra một cỗ pháp tắc ăn mòn mãnh liệt, đâm thẳng vào tấm lưới màu trắng kia. Xì xì xì, tấm lưới màu trắng lập tức bị ăn mòn cực nhanh, trong nháy mắt tan vỡ, thủng lỗ chỗ thành những cái lỗ lớn. Những tên kim tiên khác thấy thế, vô cùng mừng rỡ, từ bên trong mấy cái lỗ lớn phóng ra. Cách đó không xa chính là cột đá được bọc quang cháo. Tề Thiên Tiêu bấm niệm pháp quyết, mấy con đại mãng màu xám dừng lại, thình lình hòa vào nhau thành một thể, biến thành một con cự mãng màu xám to đến trăm trượng, tiếp tục lao xuống đánh vào quang cháo màu trắng bao trùm cột đá. Một tiếng rầm rất lớn vang lên, quang cháo màu trắng lóe lên hào quang, rung động một chút rồi trở lại bình thường. Thấy vậy Tề Thiên Tiêu khẽ ngẩn ra. Lúc trước bọn họ đã công kích quang cháo màu trắng này, nhưng nó không cứng rắn như bây giờ. Đang suy nghĩ thì những người khác đã hò hét, đồng loạt phát động công kích. Vù vù vù, ba thanh phi kiếm màu vàng từ trên người bọn Âu Dương Khuê Sơn bắn ra, dưới sự điều khiển của họ liền biến thành ba thanh cự kiếm màu vàng to đến trăm trượt, tỏa ra kim quang chói lòa. Trên phi kiếm những miếng phù văn đều tỏa ra hào quang rực rỡ, chói mắt vô cùng, trong kim quang có vô số phù văn màu vàng đang nhảy múa. Ba người Âu Dương Khuê Sơn há miệng phun ra một ngụm máu, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ba thanh cự kiếm tiếp tục sáng rực lên, trong nháy mắt hòa thành một thể, biến thành một thanh cự kiếm màu vàng óng dài ba bốn trăm trượng ba mặt lưới kiếm đều sáng loáng tỏa ra khí tức làm người khác run sợ cự kiếm màu vàng chợt vung lên chém xuống quang cháo màu trắng bên kia lão giả thất tuần và lão bà tóc bạc của nam lê tộc đều vung tay lên bay ra hai cây quái trượng màu vàng biến ảo thành hai đầu kim long to cỡ mười trượng lão bà tóc bạc vung tay lên trong tay bà bắn ra hai luồng hồng quang là hai vòng tay màu đỏ chúng bay lên tròng vào cổ hai đầu kim long phần phật, trên thân hai đầu kim long bốc lên hỏa diễm hừng hực, trong phút chốc hóa thành hai đầu hỏa long, lập tức khí tức tăng mạnh, lắc đầu vẫy đuôi nhào tới quang cháo màu trắng. Ngay sau đó, một tiếng hạ kêu quang quác vang lên, vang vọng cả sơn cốc. Một đoàn hỏa quang trói mắt từ trên trời rơi xuống, là một con hỏa điều đỏ thấm to cỡ 10 trượng, đỉnh đầu có một vương miện hỏa diễm, nhìn thần tuấn vô cùng, giống như thánh cầm chu tước hỏa diễm trong truyền thuyết vậy. Chu tước đỏ thấm giơ móng vuốt đỏ rực vô xuống, bắn ra từng đợt kiếm khí xích hồng dáng thẳng xuống quang cháo màu trắng. Bên cạnh chu tước bỗng lóe lên, hiện ra một cự luân màu lam cỡ trăm trượng, xoay tròn liên hồi. Từng đoàn lam quang chói mắt hiện ra trên cự luân, biến thành băng chùy màu lam, trải rộng ra tầm hơn 10 triệu lít nha lít nhít. Mỗi cái băng chùy mơ hồ đều có một ít lực lượng pháp tắc quấn quanh. Vô số băng chùy màu lam rung lên rồi dường như cường cung nỏ mạnh, phát ra tiếng rít chói tai xé rách hư không, lao thẳng về phía quang cháo màu trắng. Ở phía sau Chu Tước và Cử Luân, hiện ra thân hình hô môn đạo nhân và vân nghê. mươi 485, ngoài dự đoán, theo sát sau Chu Tước đỏ thấm và Cử Luân màu lam là một cái đại ấn màu trắng, một cái ngọc hoàn màu xanh và một viên châu óng ánh màu đỏ tươi từ ba hướng khác nhau mạnh mẽ phóng tới, huyện hóa thành ba quang đoàn màu trắng, xanh, hồng chói mắt. Tất cả cùng công kích điên cuồng vào quang cháo màu trắng, thì ra là ba gã kim tiên còn lại của Phục Lăng Tông cũng xuất thủ. Rõ ràng lúc này tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, quyết tâm giết chết Tiêu Tấn Hàn, uy thế của đợt công kích này còn mạnh hơn so với lúc phá cấm chế ở cửa vào Thái Ất Điện khi trước. Uinh uinh rầm rầm liên tiếp truyền đến tiếng nổ động trời. Quang cháo màu trắng rung động kịch liệt, vặn vẹo lắc lư, mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng không hiểu tại sao bạch sắc quang cháo lại kiên cố gấp mấy lần lúc trước, tuy rằng rung động lắc lư kịch liệt nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị tan vỡ. Không chỉ như thế, mặt ngoài quang cháo lưu chuyển bạch quang, hiện ra vô số phù văn màu trắng. Cùng với những chấp động của phù văn, vô số linh quang bên trong linh vực tập trung lại sáp nhập lên quang cháo, bỗng chốc linh quang trên quang cháo màu trắng nhanh chóng được khôi phục. Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám kim tiên lần nữa biến đổi. Tề thiên tiêu nhướng mày, hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm một cái, miệng khẽ quát một tiếng đi. Thân hình khổng lồ cự mãng màu xám cuộn tới, quấn lấy quang cháo màu trắng vài vòng. Trên người cự mãng hiện ra vô số phù văn màu xám, một làn xương mù màu xám giống như dòng chất lỏng từ trên người cự mãng tràn ra bao phủ lấy quang cháo màu trắng. Xì xì xì, xương mù màu xám không ngừng ăn mòn, hào quang trên quang cháo màu trắng chấp động, tốc độ khôi phục lập tức bị giảm đi. Nhưng so với tốc độ khôi phục của quang cháo thì tốc độ ăn mòn của đám xương mù màu xám kém quá xa, cơ bản không có tác dụng nhiều. Tề thiên tiêu rất sốt ruột, định kêu gọi mọi người tập trung công kích lần nữa nhưng đã xuất hiện một màn khiến mọi người trợn mắt há mồm. Đúng vào lúc này, dưới mặt đất ầm một tiếng, bắn ra vô số mảnh băng vụn, sau đó từ bên trong bay ra một con kim sắc bỏ cánh cứng to khoảng 10 trường. Đây chẳng lẽ là, tề thiên tiêu hơi ngẩn ra khi nhìn thấy kim sắc bỏ cánh cứng. Kim sắc bỏ cánh cứng đưa móng vuốt dưới thân lên quét tới quang cháo màu trắng, móng vuốt sắc bén màu vàng hung hăng chộp lên quang cháo màu trắng. Cự mãng màu xám bị móng vuốt sắc bén của bỏ cánh cứng chém thành vài đoạn, một tiếng gào thét phát ra, thân hình cự mãng tán loạn hóa thành mảng xương xám lớn tiêu tán mất thân sắc tề thiên tiêu khẽ biến, mặc dù cửa mãng màu xám là do sương mù màu xám ngưng tụ thành, nhưng xen lẫn trong đó vài sợi tơ pháp tắc của gã, do vậy không chỉ có lực lượng ăn mòn mà còn cứng cỏi như những tiên khí bình thường khác, thật không ngờ bị kim sắc bỏ cánh cứng đơn giản chặt đứt. Lúc này những người khác cũng ngạc nhiên không kém, tuy nhiên không biết kim sắc bỏ cánh cứng đột nhiên xuất hiện này là địch hay bạn nữa. Trong khi đó, Phong Thiên Đô đang quần chiến với vực linh ở trên không thì hai mắt lại hơi sáng lên kim sắc bỏ cánh cứng không để ý đến đám kim tiên ở đây há to cái miệng vù vù hai cái răng nhọn như liêm đao từ miệng nó bắn ra hai cái răng nhọn này khác hoàn toàn với những cái răng kim sắc khác của nó màu sắc nhạt hơn một chút hơi trong suốt và phát ra kim sắc quang mang mờ mờ cái miệng lớn của kim sắc bỏ cánh cứng cắn mạnh hai cái răng nhọn như liêm đao chém lên quang cháo màu trắng xoẹt quang cháo bị đám người tề thiên tiêu liều mạng công kích nãy giờ cũng không bị vỡ vậy mà lại như tờ giấy dễ dàng bị hai cái răng nhọn của kim sắc bỏ cánh cứng cắn rách, rạch thành hai cái lỗ thủng dài ngoằng. Dầm, quang cháo màu trắng đang tản mát bạch quang đông cứng lại, rồi lập tức bị vỡ vụn từng mảng, lộ ra năm cây cột đá bên trong. Phía trên năm cây cột đá được khắc từng đạo phù văn màu trắng, chằng chịt bao phủ, hơn nữa phù văn dưới chân mỗi cây cột còn kéo dài ra, đan vào nhau trên mặt đất, hình thành một cái pháp trận phức tạp màu trắng. Lúc này Tiêu Tấn Hàn đang ngồi khoanh chân ở trung tâm trận pháp, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi khó hiểu Lão dâu bạc kia Dám đóng băng bản tiên nữ Một giọng nữ nồng từ trong miệng kim sắc bỏ cánh cứng phát ra Tiếp theo thân hình lắc một cái Biến thành một đoàn kim quang Bay thẳng đến sau gái tiêu tấn hàn Kim sắc bỏ cánh cứng Phệ kim tiên không có khả năng Tiêu tấn hàn nhíu mày Mắt hiện lên một tia nghi hoặc lập tức lắc đầu Cũng không đứng lên Hai tay bấm niệm pháp huyết điểm một cái Một tiếng ô ô n g Pháp trận màu trắng tỏa sáng hào quang, một vệt cầu vồng màu trắng thô to hiện ra, trong nháy mắt hóa thành một chuôi kiếm quang bén nhọn, vô cùng nhanh chóng chém vào quang đoàn do kim sắc bỏ cánh cứng biến thành. Một tiếng giòn vang, quang đoàn do kim sắc bỏ cánh cứng biến thành bị đánh bay ra ngoài, quang mang tán loạn, hiện ra thân hình kim sắc bỏ cánh đang lăn lộn. Kim quang quanh thân nó lóe lên, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, mơ hồ trên kim sắc giáp sắc có một vết hằn màu trắng. Sau một khắc, kim quang trên người bỏ cánh cứng lóe sáng bất ngờ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bằng cái thớt, sau đó mơ hồ một cái, lại đánh về phía tiêu tấn hàn với tốc độ so với trước nhanh gấp bội. Nhưng mà mới vừa tới gần 5 cây cột đá, lập tức bên trong pháp trận sáng ngời, lại một vệt kiếm quang khác bắn ra, vô cùng chính xác đánh trúng kim sắc bỏ cánh cứng, một lần nữa nó lại bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt kim sắc bỏ cánh cứng càng giận dữ hơn, đang muốn lao tới lần nữa. Vào lúc này, hai mắt nó quay tít một vòng, thân thể dừng lại, nhìn về một hướng miệng kêu hai tiếng chi chi bất ngờ thân hình mờ đi tiêu thất vào hư không tiêu tấn hàn hơi ngẩn ra đang định làm gì đó veo 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 lúc này đám người tề thiên tiêu từ trên trời hạ xuống với tiêu tấn hàn và năm cây cột đá vào giữa mọi người cùng nhìn lại vị trí lúc trước của kim sắc bỏ cánh cứng trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt dồn dập nhìn về phía tiêu tấn hàn tiêu cung chủ xem ra người tính không bằng trời tính chịu chết đi Lãnh quang trong mắt tề thiên tiêu lóe lên, bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. Hồi quang trên ngọc như ý màu xám đại phóng, từ bên trong tuôn ra cuồn cuộn sương mù màu xám, lấy ngọc như ý màu xám làm trung tâm, bất ngờ hóa thành một đầu hôi long khổng lồ, dương nanh múa vuốt đánh tới tiêu tấn hàn. Những người khác cũng tế ra tiên khí của riêng mình, biến ảo thành hào quang đủ các màu, từ bốn phương tám hướng đánh tới tiêu tấn hàn. Lúc này tiêu tấn hàn bất chấp kim sắc bỏ cánh cứng, miệng tụng niệm, hai tay liên tục bắt quyết, Từng đạo pháp quyết lóe lên rồi biến mất vào trong năm cây cột đá, vậy mà cũng không thèm liếc nhìn tình xuống xung quanh. "Ờ, à, em, công kích của đám người Tề Thiên Tiêu vừa mới tới gần năm cây cột đá, pháp trận màu trắng lập tức tỏa sáng hào quang, xoay tròn cực nhanh." Theo đó từng tiếng thét gào bén nhọn vang lên, từ trong pháp trận bắn ra hơn 10 đạo bạch quang vừa thô vừa to tới các hướng khác nhau. Ầm 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 dày đặc tiếng nổ mạnh liên tiếp, công kích của đám người Tề Thiên Tiêu rõ ràng bị ngăn lại giống như kim sắc bỏ cánh cứng lúc trước dĩ nhiên không có công kích của người nào đến được gần 5 cây cột đá, chứ đừng nói đến tiêu tấn hàn ở bên trong. Sắc mặt những kim tiên này đều có chút khó coi, mới vừa rồi ở trên không nhìn thấy hiệu quả của pháp trận, ban đầu cứ tưởng rằng do tiêu tấn hàn điều khiển pháp trận ngăn cản kim sắc bỏ cánh cứng kia. Thế nhưng lúc này xem ra dường như những bạch quang này không phải do tiêu tấn hàn điều khiển, mà cái trận pháp này có thể tự động cảm ứng được công kích từ bên ngoài và đưa ra phương pháp đối kháng. Vào lúc này, quang mang do pháp trận màu trắng tản mát ra chợt sáng lên, phù văn trên năm cây cột đá cũng nhanh chóng trở nên sáng ngời. Bạch quang trói mắt từ trên năm cây cột đá tán phát ra, lóe lên hội tụ thành một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to phóng thẳng lên trời. Rầm rầm rầm, toàn bộ linh vực băng tuyết cũng rung động lắc lư theo, vô số linh quang từ các nơi hội tụ đến, cột sáng màu trắng càng sáng ngời rực rỡ hơn. Bên trong cột sáng màu trắng lóe lên hiện ra bảy tám vòng hào quang màu trắng, nhanh chóng biến lớn lên. Mau ngăn cản, hắn lại định ngưng tụ ra vực linh, nhanh chóng hủy những cột đá kia đi. Giữa không trung, Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, hét lớn với những người phía dưới. Theo tình hình trước mắt, bị vây trong linh vực đối đấu với vực linh cường hãn này thì dù lão ở thế bất bại, nhưng nếu muốn tiêu diệt nó hoàn toàn tựa hồ không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Một khi có thêm vực linh nữa, tiếp tục kéo dài tình trạng này thì chưa nói đến việc giết chết tiêu tấn hàn, mà bọn họ có toàn thân trở ra hay không cũng còn khó nói trước được. Đám người tề thiên tiêu nhìn thấy cảnh này, lại nghe thấy phong thiên đô cảnh báo, lại thi nhau tế ra các loại tiên khí, phù lục cao dai, hóa thành từng đạo quang mang to lớn, oanh kích tới phía năm cây cột đá. Tiêu tấn hàn cười khẩy, tay bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. Pháp trận màu trắng sáng lên một chút, hơn 10 đạo bạch quang lại bắn ra ngăn cản đám tiên khí ở bên ngoài. Tinh quang trong mắt tề thiên tiêu lóe lên, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, chui vào trong ngọc như ý màu xám, hai tay liên tục bắt quyết ầm ầm hào quang trên ngọc như ý màu xám tỏa sáng từ trên đỉnh ngọc như ý bắn ra hóa thành một đầu rắn màu xám cực lớn đầu rắn há miệng đỏ như máu bất ngờ nuốt bạch quang đang ngăn cản phía trước vào phía trước không còn gì ngăn cản ngọc như ý lập tức biến thành một đoàn hôi quang nhoáng lên một cái xuất hiện ở trước cột đá nó quay tít một vòng liền hóa thành một lưỡi dao màu xám ngoài rìa lưỡi dao khổng lồ hiện ra từng đạo phù văn màu xám tản mát ra khí thức lực lượng pháp tắc ăn mòn rất mãnh liệt hung hăng chạm lên cột đá màu trắng, trong mắt tiêu tấn hàn hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá cũng không có ra tay ngăn trở, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết thúc dục pháp trận. Một tiếng vang thật lớn, lưỡi dao màu xám giống như sóng vỗ vào đá ngầm, ầm ầm tán loạn ra. Ngọc như ý màu xám hiển hiện ra, bất quá mặt ngoài linh quang ảm đạm, vù vù phản chấn bay ngược trở lại. Cột đá màu trắng rung nhẹ nhẹ, mặt ngoài bạch quang lập loè, lập tức khôi phục nguyên trạng. Cái gì, tề thiên tiêu biến sắc? Biến hóa của Ngọc Như Ý màu xám mới nhìn thì đơn giản, nhưng đó là trọng bảo công kích mạnh nhất của gã, vậy mà ngay cả việc lưu lại một dấu vết trên cột đá cũng không làm được. Cột đá này cũng không biết được tạo thành từ chất liệu gì mà lại cứng rắn như vậy, bảo sao tiêu tấn hàn tuyệt không lo lắng. Cùng lúc đó, từ bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, là từ kim sắc quải trượng trong tay bà lão tóc bạc nam lê tộc phun ra một lưỡi đao kim sắc hết sức nhỏ, không biết làm cách nào đã đột phát được ngăn trở của pháp trận màu trắng, chảm lên một cây cột đá khác cột đá khẽ run lên, lập tức cũng khôi phục nguyên dạng, vẫn không lưu lại chút dấu vết nào. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Trong nội tâm tiêu tấn hàn cười lạnh, hai tay tiếp tục quay tròn bấm niệm pháp quyết. Pháp trận màu trắng tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng, từng đạo bạch quang khắp nơi hội tụ đến linh vực, dung nhập vào bảy tám quang đoàn bên trong cột sáng. Mấy quang đoàn màu trắng bên trong cột sáng nhanh chóng biến hóa, dần dần hình thành đầu và tứ chi. Ánh mắt tiêu tấn hàn lộ ra vẻ vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh hơn. Vào thời khắc này, Tiêu Tấn Hàn nằm mơ cũng không nghĩ một màn sắp xảy ra. chương 486, Kim Tiên thèm muốn, chỉ thấy mặt đất dưới một cột đá màu trắng lóe lên kim quang, một con kim sắc bỏ cánh cứng thình lình từ trong phá băng phóng ta, đánh lên cột đá. Vèo, một đạo bạch quang vừa thô vừa to từ bên trong pháp trận bắn ra, lóe lên biến thành một đạo kiếm quang màu trắng, dùng thế xét đánh chém về phía kim sắc bỏ cánh cứng. Kim sắc bỏ cánh cứng bỗng nhiên há to miệng rộng phun ra một đoàn kim quang, quay tít một vòng biến thành một vòng xoáy kim sắc. Thế đi của kiếm quang màu trắng dừng lại một chút, tiếp theo run lên, cuối cùng bị vòng xoáy kim sắc cuốn vào, sau đó bạch quang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chui vào bên trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Thân hình kim sắc bỏ cánh cứng không dừng lại chút nào, lóe lên xuất hiện ở trước cột đá màu trắng, thân hình đại phóng kim quang, trong nháy mắt biến lớn hơn 10 triệu như trước, rồi ôm lấy cột đá màu trắng bỏ cánh cứng há to cái miệng rộng hai cái răng nhọn óng ánh giống như liêm đao bắn ra cắn mạnh lên cột đá trước răng nhọn óng ánh cột đá màu trắng không thể phá vỡ lại trở nên cực kỳ mềm mại giặc giặc một cái hiện một vết cắn làm sao có thể sắc mặt tiêu tấn hàn thay đổi không nói hai lời tay bấm niệm pháp quyết phung lên một đoàn tinh quang khác bắn ra lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong cột đá màu trắng lập tức mặt ngoài cột đá đại phóng bạch quang bỗng nhiên hiện ra từng đạo tinh quang sau đó ngưng tụ thành một mảng óng ánh, có chút tương tự với chân cực chi mô của Hàn Lập, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Bất quá khi răng nhọn óng ánh của kim sắc bỏ cánh cứng đụng đến tầng tinh quang này, tinh quang lập tức tán loạn ra. Răng nhọn như liêm đao của kim sắc bỏ cánh cứng không ngừng chút nào, tiếp tục chui vào trong cột đá. Giặc giặc, trên cột đá màu trắng hiện ra một vết dạn khác, cột sáng màu trắng phía trên cột đá chợt chấn động kịch liệt, bảy tám quang đoàn bên trong cũng theo đó bất ổn, rung rung không thôi. Con vật này xuất hiện từ nơi nào, đáng chết. Sắc mặt tiêu tấn hàn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, bỗng nhiên đứng lên, vung hai tay ra. Vù vù, pháp trận màu trắng vận chuyển cấp tốc, một đạo bạch quang khác vừa thô vừa to từ trong bắn ra, rung rung không thôi, có chút bất ổn, đánh tới kim sắc bỏ cánh cứng. Cùng lúc đó, hai đạo bạch sắc tinh quang từ trong tay tiêu tấn hàn bắn ra, là hai kiện giáo dài màu trắng như tuyết, tản mát ra khí thức rét lạnh vô cùng, còn mang theo chấn động pháp tắc mãnh liệt. Vèo vèo, Hai kiện giáo dài màu trắng phóng tới như điện, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai luồng bạch hồng, hung hăng chém về phía kim sắc bỏ cánh cứng. Hai ngọn giáo màu trắng biến thành hai luồng bạch hồng phát sau mà đến trước, vượt qua bạch quang lúc trước, mơ hồ một cái bay vụt đến phía trên kim sắc bỏ cánh cứng, đan chéo nhau rồi hung hăng chém xuống. Hai tiếng keng keng của kim loại giao nhau vang lên, hai ngọn giáo dài chạm lên trên cổ kim sắc bỏ cánh cứng, tóe lửa ra bốn phía. Trên cổ kim sắc bỏ cánh cứng hiện ra hai vết hằn rất dài làn da nơi cổ mơ hồ có chút rách, nhưng không hề chảy ra một giọt máu nào. Tiếp theo hai răng nhọn như liêm đao của bọ cánh cứng lóe lên, hai cây giáo dài liền răng rắc bị bẻ gãy, rồi bị nó nuốt vào trong miệng, lại rộp rộp vài cái, biến mất vô tung. Tiếp theo quanh thân nó lưu chuyển kim quang, vết thương thật nhỏ ban đầu cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Một loạt biến hóa phát sinh trong nháy mắt, lại làm cho đám người tề thiên tiêu vốn có chút tuyệt vọng lại lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Phệ kim tiên cấp kim tiên, điều này sao có thể? ánh mắt tiêu tấn hàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai kiện tiên khí giáo dài này đúng là trọng bảo ẩn giấu của y, vô cùng sắc bén, hầu như không gì không phá được, lúc trước khi lâm vào hiểm cảnh cũng không có tế ra, hôm nay vậy mà không chảm phá được vỏ giáp của con kim sắc bỏ cánh cứng này, lại còn bị nó cắn nuốt mất. Đang cân nhắc, lúc này đạo bạch quang vừa thô vừa to kia nhanh như điện bắn tới, đánh lên người kim sắc bỏ cánh cứng. Giữa bạch quang, vô số phù văn màu trắng nhảy lên, một cỗ khí thức cực hàn bộc phát ra. Ken két, một ngọn núi băng trắng xóa thình lình lăng không hiển hiện phóng tới, kết đông cả kim sắc bỏ cánh cứng lẫn cột đá màu trắng lại ở bên trong. Kim sắc bỏ cánh cứng ở trong ngọn núi băng màu trắng kia dường như không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ hơi run run một cái, tiếp theo liền nhúc nhích, miệng khép mở vài cái, vết rách trên cột đá nhanh chóng biến lớn lên. Trong nội tâm tiêu tấn hàn khẩn trương, đang tính làm cái gì đó. Nhưng đã muộn, chỉ nghe cột đá màu trắng truyền ra một tiếng giặc giặc, dạn nứt ra. Ầm ầm, cột đá nứt gãy pháp trận màu trắng giữa năm cây cột đá phù một tiếng chợt ảm đạm đi vài phần cột sáng màu trắng phía trên cột đá cũng tán loạn theo bảy tám quang đoàn màu trắng bên trong cũng chấn động kịch liệt lúc này chống đỡ hết nổi ào ào nổ tung